chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 371, Mạch Thượng Hoa Khai rồi, Mạch Thượng Hoa Khai, có nguồn gốc từ trong bức thư mà Ngô Việt Vương viết gửi cho phu nhân của mình câu hoàn chỉnh là mạch thượng hoa khai, khả hoảng hoảng quy hỷ, hàm ý chỉ, hoa trên đồng đã nở, người có thể vừa ngắm hoa, vừa từ từ quay về hoặc hoa trên đường đã nở, ta có thể từ từ đợi người quay về. Dù đã tưởng tượng rất nhiều lần cảm giác khi ông cố thanh hoàng vào lòng, nhưng chưa bao giờ triệu cảnh diễm thấy chân thực như giây phút này. Ánh trăng mờ nhạt bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào, hắn nhìn thấy gương mặt nghiêng rõ ràng của cô, vô cùng xinh đẹp khẽ hít hà là hắn có thể ngửi thấy hương thơm cỏ lan chi vương trên mái tóc cô. Triệu cảnh diễm khẽ than một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ mảnh khảnh của cố thanh hoàng. Hắn siết chặt cánh tay, tức tiếng nói như thì thầm, ta về rồi, cố thanh hoàng mỉm cười nhẹ nhõm, xoay người ông lấy thắt lưng triệu cảnh diễm, vùi đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim đập đều đặn của hắn, giây phút này yên bình đến vậy. Cô là người nghĩ một đằng nói một nẻo, ngoài mặt luôn tỏ ra không hề gì, thậm chí có thể nói là thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng thực chất mỗi ngày đều đang lo lắng. Người này dùng một sợi dây thường trói chặt lấy cô, khiến cô phải bận lòng. Khiến một người lạnh lùng như cô nảy sinh sự thương nhớ, đó chưa từng là một chuyện dễ dàng. Hắn đã phải vòng vo, tiến lùi, thăm dò không ngừng mới có được sự thân mật khăng khít như ngày hôm nay. Triệu cảnh diễm dùng sức ông lấy cô, như muốn khảm cô vào lục phủ ngũ tạng. Trên con đường về kinh, tuyết bay lả tả, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện có thể ôm cô vào lòng hắn đã thấy cả người tràn đầy sức mạnh chính bản thân hắn cũng không rõ tại sao mình lại trở nên cuồng si đến vậy chỉ vì một cô gái hắn cũng không muốn biết rõ hắn và cô có thời gian một đời để ngẫm nghĩ về vấn đề này triệu cảnh diễm cúi đầu tìm kiếm cánh môi cô trong đêm tối hai đôi môi chạm vào nhau hắn đặt một nụ hôn lên môi cô hơi thở thơm dịu trong trí nhớ của hắn dường như ngọt ngào hơn ngày trước dù đã hôn rất lâu rồi nhưng hắn cũng không nở rời đi, chỉ muốn hôn cô mãi như vậy. Cố Thanh Hoàng đã thở không ra hơi, không nhịn được mà lùi lại phía sau, cuối cùng mới hít được một luồng không khí mới mẻ. Trái tim cô đập liên hồi, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Triệu Cảnh Diễm, chỉ biết vùi đầu vào ngực hắn. Khóe miệng Triệu Cảnh Diễm khẽ nhếch lên như rất thỏa mãn rồi lại như không, hắn thở dài thường thường, tiếng thở dài này sâu thẳm mà miên man. Khiến trái tim của Cố Thanh Hoàng không nhìn được cùng đập loạn nhịp với hắn. Trong bóng tối im lặng, chỉ có hai người ôm nhau, cùng cảm thụ hơi ấm của đối phương. Nữ y đã ngủ chưa ạ? À? Bên ngoài phòng bất ngờ vang lên giọng nói của tỳ nữ. Cố Thanh Hoàng giật thót tim, vội đáp, "Ừm, ta ngủ rồi. Sao hôm nay tiểu thư ngủ sớm vậy?" Tiếng lẩm bẩm của cô tỳ nữ truyền đến, Triệu Cảnh Diễm khẽ mỉm cười, nói khẽ bên tai cô, "Bình thường nàng đều ngủ rất muộn." là vì nhớ ta sao? Sợ tỷ nữ vẫn chưa đi, Cố Thanh Hoàng vội giơ tay bịt miệng hắn lại, không được lên tiếng. Triệu Cảnh Diễm mỉm cười cầm lấy bàn tay đó, đặt lên miệng khẽ hôn, sau đó cúi đầu xuống, mượn ánh trăng bên ngoài để nhìn ngắm cô. Hắn ngắm rất tỉ mỉ, không muốn bỏ sót một chỗ nào. Lúc nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Cố Thanh Hoàng, ngón tay thon dài của hắn đang vào mái tóc cô, lần sờ từng tấc, đến khi sờ thấy một chỗ nhô lên. Triệu Cảnh Diễm khẽ rùng mình, lòng bàn tay chậm rãi xoa vòng quanh vết sẹo đó đau không ừm ánh mắt triệu cảnh diễm ẩn chứa xót xa hắn nhẹ giọng hỏi tại sao phải làm như vậy cố thanh hoàng ngước mắt lên khẽ nở nụ cười như có như không dẫu sao ta cũng đã làm rồi việc gì huynh phải hỏi lại triệu cảnh diễm nghiến răng nhìn cô gái trong lòng mình nhất thời đủ mọi cảm xúc dâng trào cuối cùng gương mặt nghiêm lại vì giận dữ nàng coi lời ta nói như gió thoảng bên tai hả thật không ngờ vẻ mặt cố gắng tỏ ra tức giận của hắn lại giống hệt như một con mèo xù lông, cố thanh hoàng giả vờ không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ thoáng tỏ vẻ nũng nịu túm lấy tay hắn, để lòng bàn tay đó áp lên mặt mình. Huynh đừng mắng nữa, Huynh vừa mắng là đầu ta lại đau. Đây này, bây giờ đau rồi đấy, Huynh phải xoa cho ta. Triệu cảnh diễm sửng sốt nhìn cô, cô đang làm nũng với hắn sao? Hồi lâu, khóe mắt hắn có một giọt nước trong suốt chảy ra, hắn áp đầu cô gái vào lòng mình, nói rành mạch, cố thanh hoàng, lần sau nàng đừng làm như vậy nữa, ta không chịu đựng nổi. Nỗi đau này còn đau hơn gấp ba lần nỗi đau khi lưỡi đau đâm vào trái tim hắn. Ba tháng nay, cơn đau này không một ngày nào là không cắn nuốt trái tim hắn, ừm. Cố thanh hoàng khẽ đáp, không nhìn được công môi, ý cười thoáng hiện ra rồi lại hòa vào trong màn đêm vô tận, thật ra cô hiểu được nỗi đau này. Lúc trước triệu cảnh diễm trúng chất độc kỳ lạ, tính mạng gặp nguy hiểm, trái tim cô cũng đau như thế. Chỉ là tính cách cô mạnh mẽ, nhất quyết không tùy ý để lộ ra ngoài, chỉ có thể gồng mình vượt qua. Một tiếng ụt ụt vang lên đã phá tan sự yên lặng trong căn phòng, cố thanh hoàng ngẩng đầu lên, khó tin nhìn vào đôi mắt như vì tinh tú của người đàn ông, ý cười ngày càng rõ ràng. Đường đường là thái tử mà lại đói bụng. Triệu cảnh diễm cúi xuống nhìn cô, ấy nấy trên nói, ta vội quay về gặp nàng nên đã chưa ăn gì một ngày rồi. Đói quá, Cố Thanh Hoàng mỉm cười, ta chỉ biết nấu mì thôi, không biết làm các món khác đâu. Triệu Cảnh Diễm gật đầu như gà mổ thóc, hôn lên môi cô, nàng nấu gì ta cũng thích ăn, mì cũng được. Cố Thanh Hoàng đẩy hắn ra, nhanh chân nhanh tay vén tấm rèm lên, đi ra sân sau, bỏ thêm than vào cái bếp đã sắp tắt, dùng chiếc quạt khẽ phe phẩy. Đột nhiên cô nhớ lại ngày trước, khi phụ thân đi xa nhà, thường về vào lúc nửa đêm khuya khoắt, Lúc đó người rất đói bèn bảo mẫu thân nấu một bát mì suông trong bát mì chỉ bỏ thêm vài giọt dầu mè và một quả trứng chần. Phụ thân luôn ăn hết sạch, đến nước mì cũng không chừa lại một giọt. Ăn xong, người lau miệng đi vào phòng, hôn lên trán cô đã ngủ say, sau đó lệnh cho nha hoàng bế cô về phòng của mình. Cố Thanh Hoàng không khỏi thấy buồn cười. Mạch thượng hoa khai, khả hoảng hoảng quy hỷ. Phụ thân vội vàng trở về ngay trong đêm, chỉ là vì có người đang chờ ở nhà. Mà bây giờ người đàn ông tuấn tú đó cũng giống hệt như phụ thân, vì cô mà muốn quay về thật nhanh. Nữ y đói à, có cần nô tỳ giúp không? Dù Thanh Hoàng đã cố gắng làm thật khẽ, nhưng vẫn làm kinh động đến tỳ nữ. Cố Thanh Hoàng lắc đầu đáp, không sao, ta làm được, ngươi đi ngủ đi. Cô tỳ nữ nghi hoặc nhìn cô, lúc này mới ngáp một cái rồi rời đi. Nước sôi, Cố Thanh Hoàng bỏ mì vào, một lát sau vớt mì ra cô muốn học theo dáng vẻ của mẫu thân, cho vài giọt dầu mè vào, sau đó mới phát hiện cạnh chiếc bếp đơn sơ chỉ có một lọ muối nho nhỏ. Cố Thanh Hoàng cười khổ, bưng bát mì vào phòng, nhưng phát hiện người đó đã biến mất trong đêm tối. Trong lòng hoảng hốt, cô vội vàng đặt bát mì xuống, thắp nến lên, nhìn nó xung quanh, cuối cùng đã tìm thấy bóng dáng của người đó trên chiếc giường của mình. Hình như triệu cảnh diễm đã ngủ quên mất rồi. Đầu hắn gục xuống, khuôn mặt bị bóng tối che phủ cố thanh hoàng bước đến gần nhưng đập vào mắt cô lại là đôi mắt ngập đầy ý cười thật ra lúc cô bước vào phòng triệu cảnh diễm cũng đã tỉnh lại hắn nhìn cô tìm kiếm xung quanh nhìn cô sốt ruột thắp nến lên nỗi hoảng sợ thất thố trong ánh mắt đó vô cùng động lòng người khiến lòng hắn tràn ngập vui sướng triệu cảnh diễm ngồi dậy khóa trái cửa phòng lại sau đó mới ngồi xuống cạnh bàn cúi đầu ngửi thơm quá gương mặt thanh hoàng có vẻ hơi mất tự nhiên lần đầu ta nấu đấy huynh ăn tạm vậy để ta thử triệu cảnh diễm cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn mì thế nào triệu cảnh diễm không nói gì lại cúi đầu ăn thêm một miếng nữa nuốt mì trong miệng xuống lúc này hắn mới đáp trên đời này không có món ăn nào có thể khiến ta thấy vui vẻ như bát mì này dẻo mồm dẻo miệng cố thanh hoàng oán thầm nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên mỉm cười rạng rỡ cô ngồi xuống bên cạnh chống cầm nhìn hắn triệu cảnh diễm ăn rất chậm không làm mất dáng vẻ của quý công tử hoàng thất nếu không phải vẻ mệt nhọc trên gương mặt khiến hắn trông hơi tiều tụy thì có thể nói hắn đúng là một người đàn ông tuấn tú triệu cảnh diễm ngẩng đầu lên nàng có muốn ăn thử không cố thanh hoàng lắc đầu cô đã ăn thử rồi nhạt nhẽo lại vô vị thế mà hắn vẫn ăn một cách ngon lành triệu cảnh diễm mỉm cười dịu dàng rút một phong thư từ trong ngực ra thịnh phương gửi cho muội Cố Thanh Hoàng đang định nhận lấy, nhưng nghe thấy hai chữ thịnh phương, hai tay cô ông lên, bàn tay buông thõng, bức thư rơi xuống đất. Triệu cảnh diễm không lưng nhặt lên. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn khàn giọng hỏi, có phải Hoàng Hoàng có chuyện gì giấu ta không? Cố Thanh Hoàng đơ người, nhìn thẳng vào gương mặt như cười như không của hắn, cảm thấy lòng ngực như nghẹn lại. Sao hắn có thể biết được? Là đường ca chủ động nói cho hắn biết sao? Không thể nào, đường ca không phải loại người như vậy. Triệu cảnh diễm giơ tay, nâng chiếc cầm của cô lên, đừng nghĩ ngợi lung tung, từ lúc huynh ấy còn ở núi vương ngạn thì ta đã biết rồi. Ánh mắt của người đàn ông trong suốt mà sáng ngời, trong đó chứa đựng tình cảm phức tạp mà đậm sâu đến mức, không thể tan biến được. Trong đầu cố thanh hoàng nảy ra một suy nghĩ, cô lập tức hiểu ra, cảm thấy buồn rầu một cách khó tả. Trước giờ cô luôn thích xem trò hay của người khác, chưa từng nghĩ rằng bản thân đã tính toán trăm phương ngàn kế cuối cùng lại chỉ là một trò hay cho hắn xem sao huynh đoán ra được tuyệt tử trận triệu cảnh diễm khẽ vuốt ve cầm cô nói hoàng hoàng quên rồi sao ta cũng là đồ đệ của thịnh gia vậy nên nàng đừng sợ hóa ra là vậy cố thanh hoàng bất đắc dĩ mỉm cười người thông minh suy tính ngàn lần cũng sẽ có một lần thất thủ cuối cùng cô cũng tính sót một thứ hoàng hoàng nàng có cảm thấy rằng chuyện gì cũng có số mệnh của nó không? Cố Thanh Hoàng ngay ra, sao cơ? Người thình gia không nhận thập bát, bởi vậy huynh ấy may mắn sống sót. Nàng cứu huynh ấy, sau rồi huynh ấy lại cứu nàng, quanh đi quẩn lại giống như có một cánh tay vô hình nào đó sắp đặt cho hai người gặp lại nhau. Đây chính là số mệnh, Cố Thanh Hoàng mỉm cười miễn cưỡng, huynh và ta có số mệnh không? Có chứ? Triệu cảnh diễm chăm chú nhìn cô, ta cướp xe ngựa của nàng, nàng tương kế dụ ta vào trồng sự thần kỳ của số phận đã khiến chúng ta gặp nhau những năm tháng sau này chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau trái tim cố thanh hoàng rung động cô đẩy tay hắn ra ngại ngùng nói lời ngon tiếng ngọt còn không mau ăn đi mì nguội rồi đấy trong đôi mắt triệu cảnh diễm ánh lên tia sáng hắn kề sát vào cô rồi bảo lấy cho ta chậu nước ăn mì xong ta phải rửa mặt lát nữa sẽ đưa nàng đi đến một nơi rất hay ho nghe nói nghi giá của thái tử đang ở cách xa hàng trăm dặm trưa ngày mai mới có thể đến kinh thành chẳng may bị cấm vệ quân nhìn thấy coi chừng hoàng đế sẽ mắng huynh đấy triệu cảnh diễm uống sạch giọt nước mì cuối cùng khẽ cười đáp ai cũng không thể phát hiện ra nơi đó ánh trăng sáng rọi cố thanh hoàng nằm trên lưng người đàn ông lướt qua vách tường cao cao của cung cấm bên tai là tiếng gió thổi vù vù nhưng trong lòng cô lại không sợ hãi chút nào tấm lưng của triệu cảnh diễm rất rộng dù cách một lớp y phục dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong hắn họ tránh được mấy đội cấm vệ quân đi tuần tra nửa chung trà sau triệu cảnh diễm vững vàng đáp xuống đất đây là đâu cố thanh hoàng quan sát cung điện trước mắt triệu cảnh diễm nắm chặt bàn tay của cô kéo cô đi đây là cái sân ta ở trước khi xuất cung lập phủ đi theo ta hóa ra là nơi ở cô hắn cố thanh hoàng cùng hắn đi vào trong chương 372, đừng để trong lòng, vì đã nhiều năm không có người ở nên bên trong vô cùng tàn tạ, chẳng khác gì lãnh cung, nhưng triệu cảnh diễm lại đầy hứng thú. Đây là chiếc bàn hồi nhỏ ta dùng, ngày xưa khi ngồi học, ta thích nhất là khắc các thứ lên mặt bàn, mấy hình vẽ trên này đều là ta khắc đấy. Trước mắt cố thanh hoàng tự hồ xuất hiện hình bóng một đứa bé, tuổi còn nhỏ đã ngồi bò ra bàn tập viết chữ, viết mệt rồi lại vẽ lên mặt bàn, vô cùng nghịch ngợm đây là giường của ta, nàng nhìn xem có lớn không, cố thanh hoàng kinh ngạc, chiếc giường này đủ cho sáu người nằm, ngày xưa ta ngủ rất hay lăn lộn, thường xuyên trở mình một cái là có thể ngã từ trên giường xuống ngay. Mẫu hậu dứt khoát lệnh cho người ta đóng chiếc giường này, không ngờ là số lần ta ngã xuống đất còn nhiều hơn, cố thanh hoàng khó hiểu, tại sao? Triệu cảnh diễm cười đáp, chiếc giường này to như vậy nên ta thích lộn nhào, làm xiết trên đó, thường thì vô ý là ngã xuống đất thôi cố thanh hoàng không nhìn được che miệng cười khẽ không ngờ đường đường là thái tử gia vậy mà khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm đến vậy có lúc nào huynh ngã rồi bị thương không bị thương ta cũng không dám kêu bằng không sẽ bị phụ hoàng trách mắng huynh sợ hoàng thượng sao cố thanh hoàng nhướng mày sợ chứ triệu cảnh diễm thản nhiên thừa nhận quân vương của một nước bậc cửu ngũ chí tôn mặt mày chỉ cần nghiêm lại là có thể dọa cho người ta tè ra quần đấy thế sao bây giờ huynh không sợ nữa cố thanh hoàng cau mày triệu cảnh diễm nghiêng đầu nhìn cô trên gương mặt tuyệt mỹ của cô phủ thêm một quần sáng ôn hòa đôi mi thanh tú nhíu lại không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa đến không khí xung quanh cũng trở nên nhu hòa một là bị mắng nhiều nên gan cũng to ra hai là đã có mẫu hậu và huynh trưởng bảo vệ triệu cảnh diễm buông tay cố thanh hoàng ra Ung Dung nằm xuống giường, đầu gối lên hai cánh tay, chân hơi co lại, Cố Thanh Hoàng đi qua, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Triệu Cảnh diễn tiếp tục chỉ vào giá để đồ ở góc tường, kể, phía sau cái giá để đồ đó còn giấu rất nhiều món đồ chơi hồi bé của ta, bươm bướm phơi khô, mũi tên gỗ do huynh trưởng tặng và hình nộm ta lấy trộm ở chỗ mẫu phi. Trong đêm tối, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, chậm rãi như tiếng đàn cổ và chuyện mà hắn kể đều chỉ là những mẫu chuyện vô cùng vụn vặt. Nhưng cố Thanh Hoàng lại nghe cực kỳ hứng thú. Cô biết người đàn ông này đang muốn kể lại chuyện trưởng thành, chuyện chơi đùa cũng như những lần khóc lóc âm sầm mà hắn đã trải qua cho cô nghe. Quá khứ vui vẻ, bi thương, hạnh phúc và có cả nước mắt đó, hắn đã miêu tả cho cô nghe, để cô vui cùng niềm vui của hắn, buồn với nỗi buồn của hắn. Triệu cảnh diễm vừa nói vừa quan sát sự thay đổi trên gương mặt của cố Thanh Hoàng, mỗi một phản ứng của cô đều rơi vào trong mắt hắn. Hắn đã muốn làm chuyện này từ rất lâu. Hoàng hoàng, nàng có biết lần đầu tiên của ta như thế nào không? Triệu cảnh diễm không chút e dè muốn kể cho cô nghe cả chuyện này. Hắn không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì với cô, hắn muốn kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện mình đã trải qua, bao gồm cả quá khứ từ một đứa trẻ trở thành một người đàn ông trưởng thành của hắn. Sắc mặt cố thanh hoàng ửng đỏ, hắn đã qua tuổi 20, lại là hoàng tử hoàng tôn, chắc chắn không thể không có chuyện quan hệ nam nữ. Chỉ có điều, loại chuyện này hắn cũng muốn nói ra hay sao, cô thật sự không muốn nghe. Triệu cảnh diễm nhếch mép cười tự dễu, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm gương mặt của cố thanh hoàng, chờ đợi phản ứng của cô. Cố thanh hoàng là thầy thuốc, vừa nghe là biết điều kỳ lạ bên trong câu nói này ngay. Mùi hương thơm đó có lẽ là thôi tình hương, huynh đã trúng kế của người ta đôi mắt triệu cảnh diễm thoáng bừng sáng hắn ngồi bật dậy trên giường nhìn cô chăm chú sao nàng biết cố thanh hoàng cười lạnh phàm là hương thơm thì đều không phải là thứ gì tốt đẹp huynh là hoàng tử đã nhìn đủ mọi vẻ đẹp sao có thể vì một bộ ngực trần trắng nõn mà điên đảo rối loạn được triệu cảnh diễm mỉm cười ánh trăng chiếu lên thân thể hắn khiến cả người hắn sáng ngời như thể người đàn ông bị bộ ngực trần làm điên đảo lúc đó không phải là hắn vậy Cố Thanh Hoàng nghiêng mặt đi, không muốn nhìn đến gương mặt của hắn nữa. Bởi đôi mắt của hắn quá mức nóng rực, khiến cô không dám nhìn trực diện. Nàng cũng biết đấy, sau khi hoàng tử sủng hạnh nữ tử xong, có thể giấu dến không nói, cũng có thể báo lên kính sự phòng. Ta thấy cung nữ đó xinh đẹp, động lòng người nên muốn cho cô ta một danh phận. Sau khi biết chuyện, mẫu hậu đã phái ma ma quản sự trong cung đi điều tra kỹ càng. Kết quả, đúng như nàng đoán cố thanh hoàng không nói gì tiên hoàng hậu giúp đỡ hoàng đế thượng vị cai quản lục cung được sủng ái nhiều năm quả nhiên là một người lợi hại chuyện này chắc chắn là do có người âm thầm thao túng nếu không thì một cung nữ tuyệt đối không thể có loại hương liệu này triệu cảnh diễm đứng dậy bước tới cúi xuống nhìn gương mặt của cô nhưng cố thanh hoàng không muốn để hắn phát hiện ra vẻ khác thường trong lòng mình thế nên nghiêng đầu qua một bên nào ngờ gương mặt đó lại phóng to trước mắt cô ngày một gần thấy không tránh được cô nhắm mắt lại ngay sau đó trong hơi thở của cô đều là mùi bụi đất thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của người đàn ông triệu cảnh diễm mỉm cười giơ tay xoa vết sẹo trên đỉnh đầu cô khẽ nói là một phi tử không được sủng ái của phụ hoàng đã mua chuộc cung nữ đó muốn thông qua ta nói vài câu tốt đẹp cho bà ta trước mặt phụ hoàng cung nữ đó thì muốn leo lên cao vì thế lập tức đồng ý cố thanh hoàng khẽ cắn môi trong lòng dâng lên đủ mọi cảm xúc nhất thời cũng khó có thể phân rõ là cảm xúc nào nhiều một chút. Chuyện rắc rối trong hoàng cung nhiều không đến xuể, phía sau mỗi chuyện đều ẩn giấu sự tính kế. Bị vây ở trong này năm này qua năm khác, dù là một cô gái ngây thơ thế nào cũng sẽ vì danh lợi mà hoàn toàn thay đổi. Mẫu hậu hạ lệnh xử tử cô ta, mà ta thì lại chẳng hay biết gì, còn chạy đến chất vấn người. Sau khi hít sâu một hơi, triệu cảnh diễm mới kể tiếp, mẫu hậu thấm thí nói với ta rằng, hoàng cung là một nơi lạnh lẽo, chưa bao giờ có cái gọi là tình cảm thuần túy dù cùng ngủ trên một chiếc giường thì cũng chỉ là dị mộng ta là người con trai mà hoàng đế yêu quý trong thâm cung không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào ta muốn bám vào ta để đạt được mục đích của họ vì vậy ta có thể phong lưu với phụ nữ nhưng không được có tình cảm một khi động lòng thì ta sẽ thua cuộc cố thanh hoàng trợn tròn mắt ngửa đầu nhìn người trước mặt ánh mắt long lanh nhưng ẩn chứa sự sâu xa khó dò lúc này trên gương mặt của triệu cảnh diễm đã không còn nụ cười hắn nhìn cô từ đó trở đi ta đã hiểu ra một chuyện đối mặt với quyền lực đằng sau thứ gọi là tình yêu kia cũng chỉ có lợi dụng và toan tính vì vậy ta đã trở thành một vương gia quần là áo lược cố thanh hoàng cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng mình vô cùng khó chịu nhưng nàng thì khác triệu cảnh diễm quỳ xuống giữ đôi bàn tay cô trong lòng bàn tay mình gặp nàng không hề là mong muốn của ta nàng khiến ta có rất nhiều nhược điểm nhưng đã gặp rồi thì ta không thể buông tay được nữa trên thế gian này suốt cả đời này của ta cũng sẽ không còn một cô gái nào bước đến bên ta chỉ vì bản thân ta mà không phải vì danh vì lợi sao huynh biết ta không đến bên huynh vì thân phận vương gia của huynh cố thanh hoàng khẽ hỏi triệu cảnh diễm cười thản nhiên ta có mắt có thể phân biệt rõ ràng có lúc thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật ngoài mắt ra ta còn có trái tim nữa cố thanh hoàng nghẹn lời sự va chạm sức hút giữa hai trái tim với nhau sao có thể lừa người được chỉ có điều hắn dẫn cô đến cung điện ngày xưa đã ở kể nhiều chuyện như vậy chắc chắn phải có mục đích phải có lý do lý do là gì theo thói quen cố thanh hoàng bắt đầu phân tích kỹ hơn không để cô phải chờ lâu triệu cảnh diễm khẽ thở dài nghiêm mặt nói cửu ngũ chí tôn thật ra là giấc mơ của mỗi hoàng tử ngồi lên ngôi vị đó thì thiên hạ quyền lực phú quý đều nắm trong tay nhưng ta lại không thích đôi mắt cố thanh hoàng sáng lên có một khoảnh khắc cô đã ngừng thở triệu cảnh diễm đè nén sự chán ghét trong lòng vị trí đó lạnh giá mà tàn khốc vừa là thiên đường lại vừa là địa ngục máu tanh không thôi lúc trước mỗi chuyện ta làm thật ra đều là vì huynh trưởng của mình phế thái tử triệu cảnh quỳnh đây là lần thứ hai cố thanh hoàng nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng hắn cô thoáng suy nghĩ rồi hỏi huynh định nhường ngôi vị này lại cho người đó triệu cảnh diễm gật đầu huynh trưởng thông minh hơn ta phù hợp với vị trí đó hơn vì vậy hoàng hoàng chuyện ta muốn làm bây giờ chính là nắm chắc giang sơn trong tay sau đó giao lại cho huynh ấy lúc này cố thanh hoàng đã hiểu dụng ý thật sự của người đàn ông trước mặt thái tử được tấn phong muốn có được giang sơn một cách chắc chắn thì chỉ có một chữ chờ chờ hoàng đế băng hà, chờ quyền lực được chuyển giao, chờ nước chảy thành sông. Nhưng trước khi hoàng đế băng hà, chuyện đầu tiên ông ta phải làm là thay thái tử chọn một thái tử phi xứng đáng. Thái tử phi này chắc chắn không phải là cô. Nói cách khác, chuyện của cô và Triệu Cảnh Diễm vẫn phải giấu dếm. Ngón tay thon dài của Triệu Cảnh Diễm chọc vào cô, hắn nói khẽ, đối với nàng mà nói thì như vậy là không công bằng, nhưng so với không công bằng. Ta càng không muốn đẩy nàng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tâm tư của đế vương sâu không lường được, ta không thể để nàng gặp một chút nguy hiểm nào. Bàn tay Cố Thanh Hoàng run lên, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Xem ra cô đã đánh giá thấp sự dơ bẩn trên con đường vương quyền, thấy cô đã hiểu, Triệu Cảnh Diễm nói rõ ra ý định thật sự của mình, vì vậy một khi phụ hoàng ban hôn, ta sẽ đồng ý ngay. Nàng đừng để trong lòng, đừng để trong lòng hắn chỉ bị ép diễn một màn kịch mà thôi giọng nói của người đàn ông trầm lắng như giọng suối chậm rãi chảy vào trong trái tim cô cố thanh hoàng cảm động trong lòng thật ra hắn không nói thì cô cũng hiểu người sống trên đời đến cả hoàng đế cũng không thể muốn làm gì thì làm chuyện gì cũng phải làm từng bước một lựa chọn như vậy mới là cách tốt nhất cố thanh hoàng khẽ mỉm cười ta hiểu thậm chí đến thái tử phi của huynh là ai ta cũng biết rõ Huynh có muốn biết không? Không, cô không khéo như vậy, thông thấu như thế, nhưng trong lòng triệu cảnh diễm lại thoáng ảm đạm. Thịnh thập bác nói đúng, một người đàn ông khiến cô gái của mình phải tủi thân, nói trắng ra đó chỉ là một gã đàn ông vô dụng. Nếu được, hắn ước gì có thể thông báo cho toàn thiên hạ, cô gái này là người hắn yêu sâu đậm. Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì cả, hơn nữa, chỉ có thể dùng cách thức đê hèn này để xin cô thông cảm và thấu hiểu cho còn cô vẫn luôn thiện lương, hiểu chuyện như vậy. triệu cảnh diễm trầm mặt một lúc, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay cô. cố thanh hoàng bị động tác này của hắn chọc cười. triệu cảnh diễm, ta nhận ra, quả nhiên huynh không phù hợp với vị trí này. trái tim của huynh quá mềm yếu, không có sự quả quyết, sát phạt của đế vương, hơn nữa lại quá coi trọng tình yêu. chương ba trăm bảy mươi ba, thích ứng với con người của ta, từng, ta biết. giọng nói của người đàn ông buồn bã. Một người quá coi trọng tình yêu, dù ngồi vào vị trí đó cũng sẽ rất thống khổ, điểm này hắn đã thấu hiểu từ lâu. Cố Thanh Hoàng giơ tay xoa đầu triệu cảnh diễm như xoa đầu một chú cúng, ta không thấy tuổi thân đâu, vậy nên huynh cũng đừng ấy nấy. Cuộc đời còn dài, chúng ta phải biết quý trọng. Triệu cảnh diễm ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao, thâm tình nhìn cô. Đột nhiên hắn mỉm cười, bảo, nếu vậy thì chúng ta nên bắt đầu quý trọng từ đêm nay trước. Cố Thanh Hoàng im bạc, lời nói này là có ý gì? Một lát sau, Cố Thanh Hoàng đã hiểu câu nói quý trọng đêm nay là có ý gì. Triệu Cảnh Diễm đưa cô về phòng, ống tay áo của hắn phất qua thổi tắt nến, không đợi mắt cô thích ứng với bóng tối, bàn tay hắn đã kéo cô lên giường. Cố Thanh Hoàng vừa định dãy dụa, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Cảnh Diễm vang lên bên tai, "Ngoan, ngủ đi. Ngoan, ngủ đi." Ba chữ này rất chói tai, Cố Thanh Hoàng cảm thấy mặt mình nóng ran ba tháng trước dưới núi thái sơn hắn cũng bá đạo như thế này không hề kiên dè chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng cảm nhận được sự bất an của cô triệu cảnh diễm dịu dàng an ủi hoàng hoàng nàng là người ở trong lòng ta ta có đủ sự kiên nhẫn với nàng cho nên ta chỉ ông thôi sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì hết nàng cứ yên tâm cố thanh hoàng như bị vật gì đập mạnh cho một cú khiến bản thân rùng mình lúc trước cô và hắn đấu trí đấu dũng dù hắn ép cô tới nỗi quẩn bách thế nào cô cũng chưa từng hoảng loạn đến vậy nhưng lúc này hắn đã cậy mở trái tim cô quấy đảo cõi lòng phẳng lặng của cô khiến tất cả đều trở nên rối loạn triệu cảnh diễm giường lớn như vậy huynh cách ta xa một chút đi triệu cảnh diễm xoa đầu cô nói đầy ẩn ý hoàng hoàng nàng phải tập thích ứng dần đi thích ứng cái gì cố thanh hoàng buộc miệng hỏi thích ứng với sự thân mật của chúng ta Triệu Cảnh Diễm khẽ đáp, cố thanh hoàng đỏ mặt, không nói thêm một câu nào nữa. Tên này đúng là không làm hổ danh công tử quần là áo lược, mấy câu mập mờ đến thế mà cũng thẳng nhiên nói ra được, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cô vẫn là một cô gái chưa xuất giá. Triệu Cảnh Diễm, ta vẫn chưa thành thân, không muốn thích ứng sớm đến thế, giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười, hắn thờ ơ đáp, thứ nàng cần thích ứng không phải là thời gian, mà là con người của ta. Cố Thanh Hoàng cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đã sắp nổ tung, hắn luôn có thiên phú trong loại chuyện này, không cần thầy dạy cũng tự hiểu, còn cô chỉ có thể cảm thấy hổ thẹn vì không sánh bằng. Trái tim Cố Thanh Hoàng đập liên hồi. Cô cố bình tĩnh lại, dùng sức cắn môi rồi ló đầu ra khỏi chăn, sau đó trở mình, lặng lặng nhìn vào đôi mắt đang cười của Triệu Cảnh Diễm. Triệu Cảnh Diễm cười khẽ một tiếng, ánh mắt lướt xuống người cô, cổ áo của cô hơi hở ra xương quai xanh lấp ló bên trong, cả khuôn ngực trắng như tuyết cũng như ẩn như hiện, đúng là rất mê người. Hắn khẽ cười, hoàng hoàng, nàng đột nhiên quay người lại là định làm gì sao? Cố thanh hoàng tức đến khó thở, gương mặt đỏ gay. Sau đó cô mặt dậy đáp, ừ, ta cũng muốn thử thích ứng trước. Lời vừa nói ra, đã không còn đường rút lại nữa, cố thanh hoàng dứt khoát vùi đầu vào lòng triệu cảnh diễm, nhắm mắt ngủ. Lần này đến lượt triệu cảnh diễm đờ người ra, hắn có cảm giác như bản thân vừa tự nhất đá đập xuống chân mình cô có thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ vậy còn hắn phải làm sao đây nhiều năm nay vương gia quần là áo lược như hắn vẫn luôn danh không xứng với thực dù hắn thường tới những nơi mất hồn như phồn hoa lâu vạn hoa lâu nhưng cũng chỉ để che mắt thế gian đã rất lâu rồi hắn không triệu cảnh diễm mỉm cười cay đắng nếu lúc này có thể ngủ được thì mới là lạ cũng không biết đã qua bao lâu bên ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi tí tách đập lên khung cửa khẽ phát ra tiếng vang người nằm trong lòng hắn im bặt như đã chìm vào giấc ngủ hắn nhích người về phía sau một chút nhưng bất ngờ phát hiện hàng lông mi của cô hơi run rẩy hóa ra cô cũng căng thẳng phát hiện ra bí mật này tâm trạng của triệu cảnh diễm tốt hẳn lên bên môi là một nụ cười rạng rỡ nếu đều không ngủ được vậy chúng ta làm chuyện gì khác đi vào lúc cố thanh hoàng tưởng mình sắp ngất đi nụ hôn của triệu cảnh diễm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng như gió mát mưa phùn. Sự dịu dàng này khiến cố thanh hoàng vô thức thả lỏng cơ thể, đáp lại nụ hôn của hắn, nói cho hắn biết nỗi nhớ và tình cảm bị đè nén suốt ba tháng nay của mình. Sự đáp lại của cô khiến trong lòng triệu cảnh diễm mừng rỡ, hắn ước gì có thể hòa hai làm một, mãi đến khi thiên hoang địa lão. Cuối cùng triệu cảnh diễm cũng buông cô ra, một tay hắn ôm đầu cô, bàn tay còn lại vuốt ve lưng cô từng chút một cố thanh hoàng lại nhắm mắt dịu dàng bảo ngủ thôi triệu cảnh diễm cúi đầu xuống hôn lên mũi cô giọng nói trầm thấp mà dịu dàng ừm um, ngủ thôi ta ông nàng bên tai cố thanh hoàng tựa hồ nghe thấy được một giọng nói trầm thấp giọng nói đó rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm cô mơ màng không nghe được chính xác dần dần trước mắt cô xuất hiện rất nhiều người tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân đệ đệ đại bá bọn họ đều đang cười với cô mẫu thân, con túng được người rồi, sau này người sẽ không đi mất được nữa. Mẫu thân ở đây thì phụ thân sẽ không đi đâu hết, đệ đệ cũng sẽ ở đây. Như vậy thì cô sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Thật tốt biết bao. Cố Thanh Hoàng bật cười thành tiếng. Cô cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Bàn tay của mẫu thân thoáng chốc đã trở nên trong suốt, cô không thể nào nắm lấy được. Phụ thân xoa đầu cô, khẽ nói, tử kỳ, con hãy sống thật tốt, sống vì bản thân mình người đàn ông này không tệ con phải trân trọng phụ thân cố thanh hoàng không kìm được nữa nước mắt tuôn rơi như mưa mọi người định đi đâu dẫn con theo được không tỷ lần này mọi người không thể dẫn tỷ đi được giọng nói này là của tiền tử dị đệ đệ của cô vẫn chưa đến lúc khi nào đến lúc cả nhà sẽ lại đến đón tỷ đừng đi cố thanh hoàng ra sức gào lên cầu xin mọi người đừng đi đừng bỏ cô một mình lẻ loi trên thế giới này không ai quan tâm, không ai hỏi han, khắp bầu trời đều chỉ có sự cô đơn. Không đi, không đi, hoàng hoàng, ta luôn ở đây, sẽ không rời đi. Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng vang lên bên tai cô, cố thanh hoàng càng khóc to hơn. Cô đã sống cô đơn suốt bảy năm, tại sao bây giờ huynh mới tới? Cô cảm thấy vô cùng tủi thân, bảy năm trước, trái tim cô bị một mũi tên bắn nát, cô đau đớn đến tận bây giờ hắn có thể vá lại trái tim cho cô không có còn khiến cô bị thương hay đau khổ nữa không triệu cảnh diễm vỗ về lưng cô vừa khẽ dỗ dành vừa cẩn thận hôn lên đôi mắt nhắm chặt nhưng đẫm lệ của cô đừng sợ hoàng hoàng ta sẽ không bỏ đi vĩnh viễn sẽ không ta yêu nàng cô nằm mơ trong giấc mơ cô không ngừng gọi cha mẹ tiếng khóc kìm nén mà thê lương khiến trái tim hắn siết chặt hắn hoàn toàn không ngờ rằng một cô gái luôn kiên cường như một chiến sĩ như cô lại có lúc khóc không thành tiếng trong đêm đen thê lương lạnh lẽo như thế này cơ thể nhỏ nhắn của cô co ro như một đứa trẻ bất lực trước cuộc đời lúc này sự vui mừng khi trùng phùng đã tan thành mây khói đôi mắt thâm sâu của triệu cảnh diễm dần tối lại hắn nâng gương mặt cô hôn lên từng chỗ một lòng bàn tay lướt tới khóe mắt cô lau đi từng giọt nước mắt đáy lòng hắn vừa thấy cực kỳ không thỏa mãn lại vừa thấy rất hài lòng cố thanh hoàng đừng khóc cuộc đời còn lại của nàng có ta sẽ không có sợ hãi không có đau khổ nàng sẽ có nơi nương tựa cả quãng đời còn lại ta sẽ không bao giờ khiến nàng đau lòng và rơi nước mắt nữa triệu cảnh diễm ông cô vào lòng hắn khẽ mỉm cười nhưng lại dần trở nên lo lắng hắn có một linh cảm không linh cảm này vẫn luôn tồn tại trong trái tim cô có một bí mật được cất giấu câu đố của việc giả điên câu đố của việc giỏi giang y thuật Câu đố của sự thông minh, thậm chí đến nguyên nhân nôn ra máu lần đó cũng là câu đố. Cô không nói, hắn cũng không hỏi. Hắn sợ nếu hỏi rồi, cô sẽ như con cá lặn sâu xuống đáy hồ, không bao giờ bằng lòng ngoi lên nữa. Nhưng những câu đố này vẫn tồn tại trong lòng hắn, không sao xua tan đi được. Hắn khẽ thời dài, hoàng hoàng, ta sẽ dùng thời gian cả đời để dần dần tháo gỡ những khúc mắc của nàng, để nàng hoàn toàn thuộc về ta. Tia sáng bình minh xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, hàng lông mi dài của Cố Thanh Hoàng khẽ động, cô ngồi bật dậy, xung quanh trống không, không có hình bóng của hắn. Cô lắc đầu, trong mắt thoáng qua chút hoang mang, tự như cô đang không thể nào phân biệt được giữa thực tại và giấc mơ, dường như sự xuất hiện của người đó chỉ là một giấc mộng. Cô vén chăn, đi đến trước bàn, cắm cành mai đỏ vào chiếc bình mỹ nhân cạnh giường. Sau khi đặt nó lên ô cửa sổ, cô mới gọi tỳ nữ vào rửa mặt tiểu cung nữ vén rèm đi vào vô tình nhìn lướt qua gương mặt của cố nữ y cô ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi khen nữ y thật xinh đẹp cố thanh hoàng không để ý cười nhạt ngồi trước gương đến khi nhìn rõ dáng vẻ của mình trong gương bấy giờ cô mới hiểu tại sao tiểu cung nữ lại nói như vậy khuôn mặt trong gương hồng hào diễm lệ như hoa đào mùa xuân thanh tao như hoa cúc mùa thu vẻ mị hoặc nơi chân mày khóe mắt toát ra rất tự nhiên khác hẳn với mọi ngày khụ khụ mau đến giúp ta rửa mặt đi ta phải đi chẩn mạch cho hoàng thượng rồi cố thanh hoàng vội ho một tiếng che giấu nhưng trong lòng vui vẻ cũng không biết tên đó đã đi từ lúc nào bây giờ đang ở nơi đâu chương ba trăm bảy mươi bốn tất cả đều mệt rồi lúc này triệu cảnh diễm đang đứng trong một căn phòng sơ sài nhìn tấm rèm rất dày được vén lên hắn vội bước tới gần xúc động nói huynh trưởng lão bác đã về triệu cảnh quỳnh cũng rất kích động hắn ta quan sát triệu cảnh diễm từ trên xuống dưới cuối cùng nói đen đi gầy đi nhưng rắn chắc hơn triệu cảnh diễm nhìn hắn ta trong mắt ánh lên niềm vui huynh trưởng vẫn vậy triệu cảnh quỳnh cười thản nhiên già rồi đâu có già vẫn tuấn tú cao lớn nho nhã phi phàm hệt như trước để vào kinh từ khi nào triệu cảnh diễm nhướng mày đáp đúng ra bây giờ vẫn đang trên đường hồi kinh trưa ngày hôm nay sẽ vào từ cổng bắc đợi qua đây thăm huynh trước ngồi đi. Triệu cảnh Quỳnh che giấu sự kích động, quay người cầm ấm nước đặt trên bếp lò, rót nước nóng ra, đích thân pha hai chung trà. Triệu cảnh Diễm nhận lấy một chung trà, uống một ngụm, vẻ mặt không có gì khác thương. Bây giờ trên thế gian này đã không còn loại trà nào mà hắn không thể uống được nữa. Triệu cảnh Quỳnh vỗ vai hắn, hỏi, kể cho ta nghe chuyện mà đệ đã trải qua trong một năm nay đi, Tây Bắc thế nào rồi? Đệ cũng đang muốn kể cho huynh trưởng nghe đây. Giọng nói trầm thấp của Triệu Cảnh Diễm chậm rãi vang lên. Mùa đông năm Bảo Khánh thứ 40, ngày 12 tháng 12. Mùa đông mưa rơi, gió lạnh thấu xương. Buổi trưa, thái tử ngồi kim cách vào từ cổng Bắc của hoàng thành, Khang Vương Triệu Cảnh đang, tỉnh Vương Triệu Cảnh doãn đích thân ra ngoài thành nghênh đón. Xe ngựa chậm rãi tiến vào hoàng thành, thái tử xuống kim cách, đi bộ vào cung. Sau khi chỉnh trang lại xong, thái tử cung kính chờ thiên tử Triệu Kiến lý công công dẫn người đi vào trong điện bên trong đã có cung nữ bày biện bát đũa đồ ăn thức uống rõ ràng bảo khánh đế đang đợi thái tử quay về cùng dùng bữa triệu cảnh diễm hành đại lễ ngồi phía dưới hoàng đế nhìn người con trai oai hùng tuấn tú của mình đẩy lòng bảo khánh đế dân trào hào khí dùng bữa trưa khoảng nửa nén hương bảo khánh đế mới cho triệu cảnh diễm lui ra triệu cảnh diễm không quay về phủ thọ vương mà ngồi kim cách đi thẳng vào phủ thái tử người trong phủ thái tử đều đứng ở cổng cùng kính nghênh đón ngày hôm sau trên buổi triều sáng bảo khánh đế hạ chiếu thư lệnh cho thái tử giám quốc xử lý tất cả mọi chuyện trong triều hành động này của ngài đều nằm trong dự liệu của bách quan hoàng đế bị bệnh đã lâu cũng đã đến lúc nghỉ ngơi thái tử quay về lúc này chuyển giao quyền lực đúng là thời điểm thích hợp văn võ bá quan quan sát vị thái tử đang đứng yên lặng bên cạnh hoàng đế mày kiếm mắt như sao, gương mặt sự trầm ổn và bình tĩnh, trong lòng họ đều nảy sinh một loại cảm xúc khó tả. Hai năm trước, Thùy Vương ý vào trung cung hoàng hậu, khí thế vô cùng nổi bật, là sự lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị hoàng đế. Tuy có lòng muốn đối đầu nhưng Hiền Vương lại đi sai một nước cờ, cho nên rơi xuống thế hạ phong. Dù vậy, thực lực vẫn không thể coi thường. Ai có thể ngờ rằng chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, tình hình đã có sự thay đổi bất ngờ. Thùy Vương bị giam, hiền vương bị ghẻ lạnh, người thật sự ngồi vào vị trí đó lại là thọ vương, kẻ được mệnh danh là tiểu diêm vương. Đời người đúng là nắng mưa thất thường, không đợi bách quan cảm thán xong, giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của bảo khánh đế đã lại vang lên. Ấu nữ cao mẫn của công bộ thượng thư, xếp hàng thứ 11 trong phủ, năm nay 17 tuổi, sinh ra trong danh môn, tại Đức Vẹn Toàn, hiền lương thuộc Đức, cực kỳ xứng đôi với thái tử, trong lòng trẫm hết sức vui mừng. Nay trẫm chọn cô gái này làm chính phi cho thái tử, tất cả lễ nghi giao cho lễ bộ và khâm thiên giám cùng lo liệu. Đợi năm sau xuân về hoa nở sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn. Lời nói của hoàng đế vừa dứt, lão túc vương bước lên trước một bước, cười hiếp mắt nói lời chúc mừng, chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử, hôn sự này đúng là duyên trời đình, lão phu đã chờ rất lâu để xin thái tử một chén rượu mừng rồi. Triệu cảnh diễn đã liệu trước thủ đoạn của phụ hoàng hắn vội che giấu cảm xúc của mình, mỉm cười với lão Túc Vương, sau đó quỳ xuống khấu đầu nói lời tạ ơn, tạ phụ hoàng ban hôn. Bảo Khánh Đế vô cùng hài lòng với thái độ của thái tử. Ngài khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, thấy thế, bách quan ào ào tiến lên trước, vây quanh chúc mừng công bộ thượng thư, cao minh đào. Từ giờ đến mùa xuân năm sau chỉ còn ba bốn tháng để chuẩn bị việc hôn sự, tam mai lục lễ cùng làm một lúc, lễ bộ và khâm thiên dám e là sẽ phát điên mất thôi tưởng hoàng văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn cố thanh hoàng sau đó thuận tay bóc vỏ quả quyết đưa cho sử tùng âm ngọt lắm muội nếm thử đi đa tạ sử tùng âm ngại ngùng nhận lấy chia một nửa cho cố thanh hoàng cố thanh hoàng tách một muối bỏ vào miệng nếm thử cười nói đầy thâm ý ai phát điên cũng kệ chỉ cần không phải ta điên là được huynh còn lớn tuổi hơn định lâm huynh ấy sắp thành hôn rồi huynh cũng nên sắp xếp đi thôi. Tưởng Hoàng Văn và Sử Tùng Âm đều thay đổi sắc mặt. Đúng lúc này, tiền phúc vội vàng chạy vào, thất gia, trong phủ cho mời ngài về, nói là có chuyện. Đuôi mắt tưởng Hoàng Văn giật giật, mặt đanh lại. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bây giờ cả ngày đều có người ra kẻ vào tưởng gia, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy phiền không thôi, không có việc gì là chẳng buồn quay về, suốt ngày ở lại trong thanh phủ. Người đến có nói là có chuyện gì không? Tiên Phúc cười đáp, chỉ nói là lão tổ tông tìm ngài, còn đâu không nói gì thêm. Nghe thấy là lão tổ tông tìm mình, tưởng Hoàng Văn không dám chậm trễ, dịu giọng nói với cô gái bên cạnh, Muội hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta về xem có chuyện gì đã, sáng mai sẽ lại đến thăm muội. ừm. Sử Tùng âm mỉm cười gật đầu, thấy ý cười của cô có vẻ gượng gạo, trong đầu tưởng Hoàng Văn nảy ra một ý, hắn ta khẽ bảo, muội có muốn ăn bánh hạt đạo ở trong quán ngon nhất thành tây không ngày mai ta sẽ mang một túi đến cho muội nhé bánh của nhà đó vừa giòn vừa thơm muội thích ăn lắm một giây trước sử tùng âm còn buồn bã ra mặt nhưng bây giờ ánh mắt của cô ấy đã sáng ngời cố thanh hoàng cầm khăn lau nước quýt vương trên đầu ngón tay sau đó cười bảo cũng được đấy ta cũng đang thèm đây chi bằng huynh cũng mua cho ta một túi đi tưởng hoàng văn lường cô hư lạnh không thiếu phận của cô đâu cô nãi nãi cố thanh hoàng xí một tiếng che miệng cười nói tùng âm cô xem huynh ấy kìa loạn hết vai vế rồi huynh ấy gọi ta là cô nãi nãi vậy ta phải gọi cô là gì đây sử tùng âm bật cười xua tay với tưởng hoàng văn ra hiệu hắn ta mau đi đi đừng để lại bị trêu ghẹo nữa từ sau khi hai người này bày tỏ với nhau cố thanh hoàng đã không ít lần trêu ghẹo tưởng hoàng văn cô thường nói hắn ta có mắt mà không nhận ra được vàng nạm ngọc từng có lúc phụ tắm chân tình của sử tùng âm với hắn ta tưởng hoàng văn bị người ta nắm được điểm yếu muốn tức giận cũng không được ảo não cũng không xong chỉ có thể không lưng cúi đầu xin tha thoáng cái đã gây ra biết bao chuyện thú vị thấy người thương quan tâm mình như vậy trong lòng tưởng hoàng văn vui mừng sau khi nháy mắt với sử tùng âm hắn ta mới rời đi hắn ta quất ngựa chạy thật nhanh về phủ chỉ sau nửa nén hương đã bước vào sân của lão tổ tông trong nhà chính lão tổ tông và ba vị phu nhân đã tề tụ đông đủ đại thiếu nãi nãi chu thị đang đứng hầu hạ sau lưng lão tổ tông như mọi khi thấy hắn ta tới lão tổ tông cười hiếp mắt lão thất à con về đúng lúc lắm ta đang bàn bạc với mẫu thân và các thẩm thẩm của con về chuyện đại sự của con đấy trong lòng tưởng hoàng văn chợt hẳn một nhịp hắn ta thầm nghĩ miệng cố thanh hoàng kia đúng là suối quẩy nói chuyện tốt thì không thấy linh lại linh nghiệm ngay chuyện xấu giờ bị cô nói trúng rồi. Thấy con trai mình ngẩn người, Trương Thị nói, năm sau, Lục Nha Đầu cũng đã tròn 16, là một đại cô nương rồi, cũng nên lo liệu giận là vừa. Mùa xuân năm sau là đại thọ 70 của lão Tổ Tông, hơn nữa còn có đại hôn của Thái Tử, trong phủ chúng ta sẽ rất bận rộn. Chuyện hôn sự của con, ta đã bàn bạc với lão Tổ Tông rồi, sẽ tổ chức vào đầu thu, con thấy có được không? Chu Thị mừng ra mặt bảo, lão thất, ta và phu nhân đã xem ngày tốt cả rồi, mùng 2 tháng 8 là ngày đại các đại lợi, không còn ngày nào tốt hơn nữa đâu. Nhị phu nhân trêu ghẹo, thành hôn sớm cũng tốt hơn, tránh cho con cứ dăm ba hôm lại chạy qua phủ kia, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Tam phu nhân hàng thì mặt mỉm cười nhưng trong lòng đau khổ, cũng nói, một cô nương tốt như lục tiểu thư, đúng là nên sớm lấy về nhà mới có thể yên tâm được. Lão thất à, con có phúc hơn lục ca của con đấy tưởng hoàng ngôn bàn bạc chuyện hôn sự đến tận bây giờ, thật đúng là cao không tới, thấp không xong, dòng dõi tương xứng thì đều băng khoăn khi trong phòng y có một ái thiếp là ngô nhạn linh. Dòng dõi thấp hơn thì hàng thị lại coi thường, chọn một hồi lâu, trái không ưng, phải không thuận, cứ như vậy mà kéo dài tới giờ. Trong lòng tưởng hoàng văn là có khổ nhưng không thể nói ra lời. Nhớ đến lời dặn dò của Đình Lâm, hắn ta chỉ có thể mỉm cười đồng ý tất cả đều do lão tổ tông làm chủ, chỉ có điều, không biết phía hoàng thượng có thả người hay không thôi. Con nghe nói dạo này sức khỏe của hoàng thượng không được tốt cho lắm, suy cho cùng lão tổ tông cũng là một người lõi đời, người thoáng suy nghĩ rồi nói, thái tử hồi triều, có vài chuyện cũng nên kiên kỵ. Mấy người của thái y viện, ai nấy đều có tài năng thật sự, không thể nào chỉ trông chờ một mình con bé được, chúng ta cứ ấn định ngày mùng 2 tháng 8 để dần lo liệu trước đi vừa nghe thấy vậy trong lòng trương thị vui mừng đúng vậy chẳng phải nên kiên kỵ sao trước đó chỉ vì mấy tin đồn mà suýt nữa nha đầu kia đã không còn mạng lần này vừa hay có thể mượn lý do này để rời khỏi hoàng cung bà vội cười nói tất cả đều nghe theo lời lão tổ tông thấy đã không thể cứu vãn để tránh gây thêm phiền toái không cần thiết tưởng hoàng văn cũng không nhiều lời mỉm cười đồng ý thấy hắn ta ngoan ngoãn lão tổ tông không nhịn được nói thêm vài câu trong phủ của con bé cũng không có người đứng ra lo liệu mọi chuyện, chúng ta cũng bỏ qua mấy lễ nghi phong tục trường trà, để đại tẩu con đích thân sang đó một chuyến, lo liệu hết mọi chuyện bên đó luôn. Chu thị cười đáp, không cần lão tổ tông nói, con cũng đang định đi rồi. Mấy ngày nay con luôn thấy trong người không được thoải mái, phải bảo thanh hoàng bắt mạch cho con mới được. Hàng thị thuận miệng tiếp lời, không phải là có rồi chứ. Trái tim Chu thị hẳn mất một nhịp, cô tính thử ngay không phải đã quá ba bốn ngày rồi sao nhìn sắc mặt của chu thị lão tổ tông lập tức hiểu ra vui mừng nói có thì quá tốt sang năm sông hỷ lâm môn đã vậy thì ngày mai con cũng không cần đi nữa gọi nha đầu đó đến đây đi vừa hay đã mấy ngày rồi ta chưa gặp con bé cũng thấy nhớ nó lão thất đích thân con đi mời đi vâng thưa lão tổ tông tưởng hoàng văn đồng ý ngay thuận tiện mời sử cô nương trong phủ con bé cùng đến luôn trương thị đột nhiên lên tiếng tưởng hoàng văn kinh ngạc tới mức hàng lông mày dựng ngược mời cô ấy đến làm gì trương thị không để ý đến hắn ta nhìn về phía hàng thị ở bên cạnh rồi cười bảo đệ mùi mùi nhìn thử xem cô nương đó thế nào lần trước gặp ta thấy tính cách con bé rất tốt cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc sử gia rất có địa vị ở giang nam tẩu tử của cô bé chính là nhị tiểu thư của phủ lục quốc công vì tẩu tử của cô ấy mà đại gia của sử gia đến thiếp cũng không nạp thêm, đủ thấy trong phủ đó rất có quy củ. Lão Tổ Tông, người thấy sao? Người ngoài thì ta không biết, nhưng ta biết lão nhị của lục gia là người có phúc khí. Cô gái có thể được lão thái thái khen ngợi thì đều không phải là người tầm thường. Vừa nghe thấy vậy, gương mặt của hàng thị lập tức bừng sáng, bà cuống quyết nói, mời đến, mời đến đi. Bây giờ gia đầu tưởng Hoàng Văn muốn nổ tung. Loạn rồi loạn rồi, loạn hết rồi. Không được, hắn ta phải mau chóng tìm đình lâm để thương lượng thôi. Chương 375, xin dơ cao đánh khẽ, trong lòng vừa nghĩ vậy, tưởng Hoàng Văn không kìm được nữa, vội nói, con lập tức đi ngay. Thấy tiểu thúc nhà mình chạy vút đi như một cơn gió, chu thì không khỏi cười nói, lão tổ tông, người xem đệ ấy kìa, chạy còn nhanh hơn con khỉ, thật không biết phải nói sao nữa. Lão tổ tông thủng thỉnh đáp, ngày xưa lão đài cũng như vậy thôi, con quên rồi hay sao? Chu thị vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đỏ mặt không nói được một câu. "Đình Lâm, để bảo chuyện này phải làm sao mới được đây?" Triệu Cảnh Diễm liếc mắt nhìn Tưởng Hoàng Văn, ung dung cầm đũa lên gấp thức ăn, không nói một lời. Thấy Triệu Cảnh Diễm không để ý đến mình, Tưởng Hoàng Văn không nhịn được tức giận bảo, "Để đang ăn bữa trưa hay là bữa tối, sao lại ăn vào giờ này?" Ali vội đáp, bẩm thất gia, mấy ngày nay, từ lúc trở về cho đến giờ gia nhà tiểu nhân tổng cộng mới ăn có bốn bữa ngài đừng vội để gia ăn một bữa thật tử tế rồi ta lại nghĩ cách tưởng hoàng văn sửng sốt hồi lâu mới than thở vị trí thái tử này cũng chẳng dễ dàng gì đương nhiên là không dễ dàng huống chi còn có nhiệm vụ giám quốc đè nặng trên vai từ hôm hắn trở về phụ hoàng đã cáo bệnh không ra mọi chuyện to nhỏ trong triều đình đều dồn hết cho hắn một ngày hắn phải gặp rất nhiều văn võ bá quan phê duyệt biết bao nhiêu tấu chương giang nam hạn hán tứ xuyên dịch bệnh tây bắc bão tuyết mấy ngày ngắn ngủi hắn làm việc không ngừng nghỉ như con quay hoàn toàn không có cơ hội nghỉ ngơi đến người con gái mà hắn nhung nhớ hắn cũng không bớt được chút thời gian nào để đi gặp triệu cảnh diễm dùng tay ông trán đặt đôi đũa xuống rồi trầm giọng nói vị trí thái tử mà làm việc của hoàng đế một hành động nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục có hàng ngàn hàng vạn con mắt dòm nó cho nên không thể lơ là Bây giờ rốt cuộc đệ đã biết tại sao lúc trước một ngày huynh trưởng chỉ ngủ có hai canh giờ. Tưởng Hoàng Văn nghẹn lời, không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, bèn nói, sau này, ta sẽ giúp đệ. Triệu cảnh diễm mỉm cười, gật đầu đáp, như vậy thì tốt, chỉ sợ sự tiểu thư của huynh oán hận trong lòng thôi. Tưởng Hoàng Văn mỉm cười, nói, cô ấy không giống cố thanh hoàng, suy nghĩ đều thể hiện ra trên gương mặt, cực dễ dỗ dành. Một món ăn ngon, một câu nói ngọt một bông hoa vương giọt sương mai sáng sớm cũng có thể khiến cô ấy vui vẻ hồi lâu. Triệu cảnh diễm nhận lấy cốc nước mà Ali đưa qua, súc miệng, sau đó hỏi, giờ thì huynh đã thấy người ta tốt rồi. Ừ, tưởng Hoàng Văn ngừng cười, nghiêm mặt bảo, bây giờ xem ra, ta của ngày xưa có hơi nực cười. Nực cười ở điểm nào? Trong tim người ấy chỉ có huynh trưởng, nhưng trong tim ta chỉ có người ấy, tưởng rằng ở rất gần, nhưng thực chất lại cách rất xa. Cả cuộc đời ta chỉ có thể đứng một bên nhìn trộm, tự thỏa mãn mong muốn cá nhân, có nực cười hay không cơ chứ? Triệu Cảnh Diễm lau khóe miệng, đáp, nực cười, nhưng cũng rất đáng buồn. Đúng vậy, trong mắt Tưởng Hoàng Văn toát ra ý cười dịu dàng, bây giờ có cô ấy rồi, đột nhiên ta phát hiện ra, đôi bên cùng yêu thương nhau là một điều tốt đẹp hơn bất kỳ chuyện gì trên thế gian này. Cô ấy cười, ta cười cùng cô ấy. Cô ấy khóc, ta sẽ dỗ dành cô ấy sống bên cạnh ta, lấp đầy trái tim trống trải của ta, ta thấy vô cùng thỏa mãn. Triệu cảnh diễm nhìn người huynh đệ cùng lớn lên từ nhỏ với mình, cúi đầu không nhìn được cười. Dù bọn họ là huynh đệ, cùng tiếng cùng lùi, nhưng hắn không quen nhìn tưởng Hoàng Văn chơi đùa giữa nhân gian, không quen nhìn cái dáng vẻ trầm lặng đến chết lặng của hắn ta. Tình yêu hư vô khi còn nhỏ khiến hắn ta thật sự không còn vướng bận gì với thế gian, tuổi còn trẻ nhưng lại thanh tâm quả dục như một ông già nhưng bây giờ trong đôi mắt hắn ta đã có ánh sáng trên khuôn mặt đã có vui có buồn cuối cùng cũng sống như một con người cười xong triệu cảnh diễm ngẩng đầu lên nói nếu đã vậy đợi ta gặp hai nhóm người xử lý công việc trong tay xong sẽ cùng huynh đi đến thanh phủ một chuyến vài ngày không gặp như cách mấy năm đến nhớ nhung cũng không còn lý thú nữa tưởng hoàng văn nhướng mày đáp vậy ta đi đến thành tây mua bánh hạch đạo cho cô ấy trước đây chờ chút triệu cảnh diễm lên tiếng gọi tưởng hoàng văn lại sổ sách của tiền trang năm nay đã kiểm kê cả chưa tưởng hoàng văn rút một cuốn sách trong ngực ra trước khi rời kinh sử lỗi và nha đầu ngân châm đó đã tốn cả một tháng trời tính toán cho xong sổ sách tổng kết đều ở đây ghi chép thu chi hàng ngày thì để ở tiền trang bao giờ sử lỗi hồi kinh ngày mười hai hắn về kinh đầu tháng sử lỗi đã quay về phương nam hai người không kịp gặp mặt nhau vì vậy triệu cảnh diễm mới hỏi thêm một câu chuyến này sợ là huynh ấy về hơi lâu đấy một là đến tết hai là các chi nhánh của tiền trang cũng phải đi kiểm tra để vương ngồi vào vị trí đó chắc sang năm hàng dệt trong cung cũng sẽ rơi xuống đầu sử gia họ sẽ phải bận rất nhiều việc tại sao sử tùng âm không cùng về ăn tết là ý của huynh sao thanh hoàng nói cô ấy ở một mình trong kinh thấy quạng cu ẻ cho nên đã giữ sử tùng âm ở lại đương nhiên hắn ta cũng đã đứng bên suối dục vài câu Triệu cảnh diễm nhìn tưởng Hoàng Văn đầy ẩn ý, sau đó cúi xuống xem sổ sách, chẳng bao lâu đã ngạc nhiên nói, thật không ngờ chỉ một năm đã được nhiều thế này, huynh và đệ cũng coi như là phú giáp thiên hạ rồi. Tưởng Hoàng Văn cười đáp, ngân lượng phải tiêu đi thì mới là của mình, bằng không có kiếm nhiều đến mấy cũng chỉ là vật chết thôi, câu này không giống giọng điệu của huynh, vị đó nhà đệ nói đấy. Tưởng Hoàng Văn nhướng mày nói tiếp, cô ấy cầm tiền, lại bảo sự lỗi đi phương Nam mua điền trang, phú bà một phương là cô ấy triệu cảnh diễm mỉm cười hơi cúi đầu xuống che giấu ánh mắt dịu dàng của mình lúc ngẩng đầu lên lần nữa vẻ mặt đã không còn cảm xúc dư thừa chỗ bạc này năm nay vẫn chưa thể chảy vào túi chúng ta phái người thông báo cho sự lỗi giang nam hạn hán bảo sử gia quyên góp ngân lượng coi như thay để chống đỡ cục diện huynh và ta cũng giống như thế tưởng hoàng văn à quốc khố trống rỗng người phụ nữ có khéo đến mấy cũng chẳng thể nấu cơm ngon nếu không có gạo tưởng hoàng văn lập tức hiểu ngay để yên tâm một khi sử gia quyên góp những người khác góp vốn vào tiền trang chắc chắn cũng không thể không có hành động tưởng gia hành động thì văn võ bá quang cũng sẽ tranh nhau bắt chước như vậy thì cửa ải khó khăn của mùa đông năm nay cũng dễ vượt qua thôi cửa ải khó khăn của năm nay qua được vậy năm sau thì sao thái bình không phải là thứ có thể xây nên bằng việc tô son trác phấn bên ngoài lúc trước hắn không đứng ở vị trí đó không tiếp xúc với đại sự quốc gia nên thật sự không biết núi cao đến đâu sông sâu đến nhường nào mới có vài ngày triệu cảnh diễm đã phát hiện ra giang sơn kéo dài mấy trăm năm này đã không thể tránh khỏi việc lao xuống dốc người say vẫn say như cũ nhưng người tỉnh táo thì lại bất lực đau buồn biết bao bạn đang đọc truyện tại nhưng nếu quốc khố còn tiền thì hắn cần gì phải dùng tiền của người trong nhà triệu cảnh diễm thở dài không muốn nhiều lời nữa nên nói, huynh đi luôn đi còn về cho sớm. Tưởng Hoàng Văn vừa đi ra ngoài vừa nói, còn phải mua cho vị đó của đệ một phần đấy. Nghe thấy hắn ta nói như vậy, triệu cảnh diễm ngay ra, cuối cùng không nhìn được hỏi, Ali, lục tiểu thư thích ăn món gì, dùng thứ gì? Ali đờ mặt ra, lắc đầu, thái tử gia, Ali không biết, đi nghe ngóng xem, hỏi ai bây giờ ạ? À? Xuân Nê, không phải ngươi và cô ấy có mối quan hệ rất tốt sao? quỷ mới có quan hệ với tốt cô ấy. Ali thầm oán một câu, ngại ngùng cúi đầu. Hiện giờ cố Thanh Hoàng đang ngồi nói chuyện với huynh mùi tào gia trong phòng khách. Sắp đến cuối năm, đây là năm đầu tiên sau khi tào gia được giải oan, hai huynh mùi họ nhận được thư trong nhà, bởi vậy định về quê ăn Tết. Sau khi nghe thấy vậy, cố Thanh Hoàng bèn bảo họ về phương Nam cùng thuyền vào kinh tặng lễ vật của sử gia. Thuyền của sử gia ngày mai xuất phát, cho nên hai huynh mùi họ đến để nói lời tạm biệt. Cố Thanh Hoàng nhận lấy chiếc hộp mà Nguyệt Nương đưa cho, đẩy tới trước mặt Tào Tử Ngang, đây là chút tấm lòng của ta, để hai người dùng trên đường đi. Sang năm cũng không cần vội quay lại ngay, hết tháng giêng đi cũng chưa muộn. Tào Tử Ngang biết tấm lòng của Thanh Hoàng chắc chắn không ít. Hắn ta mở chiếc hộp ra xem, quả nhiên bị dọa hết hồn, phải có đến hơn năm lượng. Thanh Hoàng, món quà lớn thế này, ta không thể nhận được, có gì mà không thể với có thể, ta đưa thì huynh nhận đi, để trong nhà đón một cái Tết ấm no. Ngoài ra ngân lượng thường lệ ở đồng nhân đường đã tính xong rồi, lát nữa huynh đến chỗ ngân châm lấy đi. Tào tử ngang khẽ cắn răng, cảm động nói, ta biết cô không thích ta nói lời cảm tạ, nhưng ta vẫn phải nói một tiếng, đa tạ. Nguyệt Nương lại cầm một bao quần áo ra, dúi vào tay Tào Tử Hy, đây là y phục mà tiểu thư nhà ta ra lệnh làm cho Tào cô nương, cùng với vài món đồ trang sức, cô nương hãy nhận lấy đi. Còn có chút lễ vật đón Tết, ta đã sai người mang lên thuyền rồi, danh sách đều nằm trong bao quần áo này. Chuyện này, Tào Tử Hi không dám nhận, chỉ nhìn ca ca mình, Cố Thanh Hoàng cười bảo, cô không cần nhìn huynh ấy, chỉ cần nhận thôi, không biết sang năm cô có cùng huynh ấy đến đây nữa không, nếu không thì chỗ đồ này coi như ta tặng quà cưới cho cô. Sang năm Tào Tử Hi cũng đã 18, đã là một đại cô nương nếu không phải tào gia xảy ra chuyện thì đúng ra đã sớm được gả cho người phù hợp rửa tay nấu canh cho người đó trong đầu tào tử hy thoáng qua một suy nghĩ sâu xa cô ta lạnh nhạt đáp đa tạ lục tiểu thư một mình ca ca vào kinh nhất định ta sẽ đi cùng giọng của tào tử hy hơi nặng nề vừa nghe thấy vậy tào tử ngang băng khoăn cục mắt xuống cố thanh hoàn thoáng sửng sốt sau cười khẽ bảo vậy thì sang năm gặp lại hai người đi nghỉ sớm đi sáng sớm mai thuyền xuất phát rồi ta không đi tiễn nữa không đợi ca ca đứng dậy tào tử hi đột nhiên đi đến trước mặt cố thanh hoàng quỳ xuống nói lục tiểu thư ta và ca ca không cần ngân lượng không cần y phục trang sức chỉ xin lục tiểu thư một chuyện thôi tử hi mùi đang làm gì vậy tào tử ngang biết rõ mùi mùi mình muốn xin chuyện gì lập tức lên tiếng trách móc cố thanh hoàng liếc mắt nhìn tào tử ngang xua tay với hắn ta rồi bảo có chuyện gì cô cứ nói, không cần phải quỳ thế này. Tào Tử Hy vẫn bất động, lên tiếng, lục tiểu thư, ca ca ta có y thuật cao siêu, lúc đó bán thân cho lục tiểu thư cũng bởi gặp cảnh khó khăn. Bây giờ Tào Gia đã được giải quan, xin lục tiểu thư dơ cao đánh khẽ, để ca ca ta đường đường chính chính đứng trên thế gian. Cố Thanh Hoàng khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với tiền phúc ở bên cạnh. Sắc mắt Tào Tử Ngang đột nhiên biến đổi, hắn ta nghiêm giọng nói, Tào Tử Hy làm người không được thất tín chuyện của ta không cần mùi lo ca mùi chỉ muốn tốt cho huynh nhìn khắp triều đại chu y thuật của huynh mùi im miệng cho ta tào tử ngang nghĩ sao làm vậy đứng dậy chắp tay nói thanh hoàng chuyện này không phải là ý của ta cô đừng để trong lòng đã nói mười năm thì sẽ là mười năm hẹn sang năm gặp lại trong mắt tào tử hiên ngấn lệ cô ta vội nói ca mười năm nữa thì huynh đã ba mươi huynh còn muốn thành thân, còn muốn lập nghiệp nữa không? Tào tử ngang hoàn toàn không ngờ mùi mùi xưa nay luôn ngoan ngoãn của mình lại nói ra lời như vậy trước mặt bao người. Hắn ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa cay đắng, ước gì có thể tìm được khe hở nào để chui xuống. Cố thanh hoàng liếc nhìn huynh mùi họ, khẽ thở dài một hơi. Cô đang định lên tiếng, nhưng đã bị một giọng nói dành trước. Nếu tào lão trên trời có linh thiên, nhìn thấy cách ăn nói cách xử sự của đám con cháu đời sau, chỉ sợ sẽ tức đến mức bật dậy khỏi quan tài. Chương 376, nàng đẹp hơn cả hoa, chủ nhân của giọng nói mặc áo gấm, nước da ngâm ngâm, chân mày dài, khí chất cao quý hơn người, chính là triệu cảnh diễm. Người bước vào cùng hắn tất nhiên là tưởng Hoàng Văn, Cố Thanh Hoàng vừa thấy hai người này, sắc mặt hơi ngượng ngùng, ánh mắt thoáng lướt qua người triệu cảnh diễm, cười khẽ. Triệu cảnh diễm cũng thờ ơ nhìn lại, nhưng thực tế trong lòng đã khó dằn nổi mấy ngày không gặp, giờ chỉ nhìn thôi cũng đã khiến hắn ngây ngẩn. Vẫn là dung mạo ấy, vẫn là đôi môi mềm mại ấy, trong ánh sáng dịu nhẹ, trong cô lại càng quyến rũ hơn, cực kỳ xinh đẹp. Tào tử ngang đã quá quen thuộc với tưởng thất gia, tuy người đi trước mới chỉ gặp lần đầu, nhưng hắn ta đoán được ngay người này là ai, vội quỳ xuống nói, tỉnh an thái tử gia. Nguyệt Nương và Tiền Phúc đồng thời quỳ xuống. Bây giờ không còn như xưa, vì trước mắt chính là hoàng đế tương lai, lễ nghi cần thiết là không thể thiếu. Triệu cảnh diễm đưa tay lên, đích thân đỡ tiền phúc và nguyệt nương dậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo dừng trên người người đàn ông trên mặt đất, đoán được ta là ai, xem ra cũng là người thông minh. Nếu không phải nhờ cố nữ y, vụ án của Tào gia chỉ sợ rất khó lật lại, ta xưa nay kính trọng cách làm người của Tào lão, tử ngang cũng đừng làm ta thất vọng, Tào tử ngang thầm rùng mình, thận trọng đáp lời, Tử ngang tuyệt đối không phải loại người bội bạc đó. Triệu Cảnh Diễm đứng ở ngoài đã nghe hơn phân nửa, bèn nói, "Đứng lên đi, hết hạn 10 năm, ta sẽ tiến cử ngươi vào Thái y viện." Vừa dứt lời, trong lòng Cố Thanh Hoàng cùng Tào Tử Ngang đều căng thẳng. Cố Thanh Hoàng nghĩ, làm sao Đình Lâm biết chuyện Tào Tử Ngang bán thân 10 năm? Tào Tử Ngang thì nghĩ, ngay cả chuyện này Thái tử gia cũng biết, có thể thấy quan hệ giữa Cố Thanh Hoàng và Thái tử không hề đơn giản chuyện lật lại vụ án của tào gia chắc hẳn cũng có liên quan đến thái tử tào tử hy thấy ca ca cúi đầu không nói lại sợ hắn ta nói lời cự tuyệt vội quỳ xuống bái tạ dân nữ đa tạ ân huệ của thái tử triệu cảnh diễm chẳng buồn liếc mắt dịu dàng nói với cố thanh hoàng bên ngoài bắt đầu có tuyết có câu trong trời sắp tuyết thê lương nhâm nhi một chén rượu sung không nào ta sai người đốt chậu thang ở thủy tạ làm chút thức nhắm gọi cả sử tiểu thư đến chúng ta cùng thưởng thức cảnh tuyết. Nói nghe thật thơ mộng, cố thanh hoàng ra hiệu cho Nguyệt Nương và Tiền Phúc, sau đó đi thẳng ra ngoài. Triệu cảnh diễm nhướng mày với tưởng hoàng văn, rồi nhanh nhẹn theo sau. Huynh muội tạo ra đợi mọi người rời đi cả rồi mới đứng dậy. Từ đầu tới cuối, cố thanh hoàng không hề hành lễ với thái tử một lần nào, cũng không nói câu nào, quan hệ như vậy chỉ e là. Tạo tử ngang hoài nghi, nghĩ đến những lời đồn đãi trong kinh ba tháng trước, trong đầu không khỏi nảy lên một suy đoán. Tào Tử Hi nhìn bóng đêm bên ngoài, lẩm bẩm, nếu biết quan hệ giữa Lục tiểu thư và Thái tử gia tốt như vậy, muội đã không nói lời kia, nhưng cũng không tính là vô ích, ít nhất 10 năm sau, chắc chắn tiền đồ của ca ca sẽ như gấm. Tào Tử ngang hoàng hồn, lạnh lùng nhìn muội muội mình, Thanh Hoàng nói đúng, muội không còn nhỏ nữa, lần này trở về rồi cũng không cần theo ta vào kinh nữa, để hai cụ chọn một gia đình tử tế gả mùi đi thôi. Ca, mùi không lấy chồng. Vẻ mặt Tào Tử Hy lập tức thay đổi, không lấy chồng chẳng lẽ ở lại Tào Gia làm bà cô? Giọng Tào Tử Ngang lạnh như băng, đúng vậy, mùi không muốn lấy chồng. Tào Tử Ngang cố nén cơn giận, gằn từng chữ, mặc kệ mùi muốn gả hay không, tóm lại không được đi theo ta nữa. Ta cũng sẽ không dẫn mùi vào kinh, dứt lời, hắn ta phất tay áo bỏ đi, ca, ca tào tử hy dậm chân vội đuổi theo tuyết rơi liên miên càng rơi càng nhiều vậy mà trong thủy tạ lại ấm áp như ngày xuân giọng của sử tùng âm vừa lạnh lẽo vừa buốt giá như thời tiết bên ngoài thủy tạ vậy thanh hoàng ta không thích tào cô nương đó cô ấy đắc tội gì với cô vậy cô ta ép uổng cô ta không thích cô đối xử với cô ta tử tế ăn mặc tiêu dùng có cái nào không phải tốt nhất đâu thật đúng là lòng tham không đấy nói hay lắm Tưởng Hoàng Văn lấy bầu rượu xuống khỏi lò than, rót bốn chén rượu, đưa một chén tới tay sử Tùng Âm, cười bồi nói, uống một hớp rượu ấm dạ dày, đừng vì người không liên quan tới mình mà giận dỗi rồi ảnh hưởng sức khỏe, không đáng. Sử Tùng Âm chớp chớp mắt, nhấp một ngụm rồi nói, Hoàng Văn, gốc vườn Tây Nam có hai cành mai nở sớm, ta muốn đi ngắm thử. Tưởng Hoàng Văn nhìn hai người kia, cười hít mắt nói, lúc này đã nở rồi sao, thật đúng là chuyện ly kỳ, đi ta đưa nàng đi dứt lời hắn ta cầm lấy áo choàng lông vũ đỏ thẫm hoa văn khổng tước trong tay nha hoàng lại duỗi tay giành lấy lò sử từ trong tay cố thanh hoàng nhét vào lòng sử tùng âm cứ thế hai người một trước một sau đi ra ngoài triệu cảnh diễm nhìn theo một hồi sau mới thôi cười nói sử cô nương này đúng là đáng yêu biết cho chúng ta không gian riêng chỉ với sự lanh lợi này thôi là đã cực kỳ xứng với hoàng văn rồi cố thanh hoàng thì tức giận đến bật cười nói sức khỏe cô ấy không tốt không thể chịu lạnh có hoàng văn mà sợ gì triệu cảnh diễm hoàn toàn không để ở trong lòng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cố thanh hoàng mỉm cười nhìn cô khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn tất cố thanh hoàng bị hắn nhìn như vậy ngài ngùng quay đầu đi nói nhỏ sao lại nhìn ta như vậy triệu cảnh diễm cười mà không nói nắm lấy tay cô tay cô rất lạnh hắn nhẹ nhàng xoa bóp cố thanh hoàng xấu hổ của trách cẩn thận kẻo người khác nhìn thấy ai dám nhìn triệu cảnh diễm chỉ ra ngoài lúc này cố thanh hoàng mới phát hiện trong thủy tạ đã không có một bóng người lập tức càng thấy xấu hổ ánh mắt không biết nên nhìn về chỗ nào truyện cung đấu hay là chúng ta cũng đi ngắm hoa mai mặc dù hai người đã làm chuyện thân mật hơn rồi nhưng cố thanh hoàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng ngắm hoa làm gì nàng còn đẹp hơn hoa ta chỉ muốn ngắm nàng thôi triệu cảnh diễm cố thanh hoàng giận cũng không được không giận cũng không được hắn cứ luôn như vậy thích treo lời tình tứ bên miệng không hề che giấu nói thật nàng cũng giận sao lời tuy thật nhưng không đứng đắn vì sao phải đứng đắn trước mặt nàng nam nữ yêu nhau hoàn toàn phù hợp lẽ thường nếu đứng đắn mới là nhạt nhẽo triệu cảnh diễm đưa chén rượu qua tay nàng hơi lạnh uống hớp rượu cho ấm cố thanh hoàng nói không lại hắn chỉ đành cầm lấy chén rượu nếm một ngụm rồi nói, sao hôm nay có thời gian đến đây? Chuyện trong phủ thái tử đều xong cả rồi. Triệu cảnh diễm lắc đầu, việc thì chưa xong, nhớ nàng nên ta tới thôi. Cố Thanh Hoàng nhìn cái cầm hơi nhọn của hắn, cảm xúc thoáng qua trong mắt, đưa tay cho ta. Triệu cảnh diễm lắc đầu, bây giờ ta cảm thấy rất thỏa mãn, không bệnh không tật, không cần bắt mạch. Cố Thanh Hoàng nghe mà sửng sốt. Hồi lâu sau, cô mới nhớ tới đêm trước ngày hắn rời kinh, hắn chạy đến phủ cô, mượn bệnh để tỏ tình, nghĩ vậy, khóe miệng cô không tự chủ mà nhếch lên. Ta hỏi Huynh, làm sao Huynh biết chuyện tào gia? Triệu cảnh diễm cầm tay cô đặt bên môi, hoàng hoàng, chuyện này ta còn chưa hỏi nàng, nàng đã hỏi ngược lại ta, tại sao nàng muốn giúp tào gia? Đôi mắt phượng của người đàn ông mang theo ý cười cũng như sự quyến rũ, còn có cả hứng thú, cố thanh hoàng nhìn mà trái tim bỗng lỡ nhịp, có một số sự thật không thể nói ra, dù là với người thân mật như hắn. Cô thản nhiên mỉm cười, trước đây tào gia qua lại thân thiết với ngoại tổ phụ, ta không đành lòng nhìn bọn họ rơi vào kết cục như thế, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Triệu cảnh diễm cười khẽ, kề mặt mình sát vào gò má cô, hỏi nhỏ, vì sao còn phải lập một đồng nhân đường riêng? Hơi thở nóng rực của hắn phả lên khiến gò má cố thanh hoàng nóng rác, thỏ không có ba hang, dù sao cũng phải có cái để phòng thân. Hoàng hoàng còn có đồ phòng thân khác sao? triệu cảnh diễm thấy ngay cả vành tai nho nhỏ của cô cũng nhuộm màu mật ngọt bèn nhẹ nhàng ngậm vào đầu lưỡi lượn quanh ầm cố thanh hoàng đứng bật dậy nhưng bị cánh tay dài của hắn giữ lại ngã ngồi xuống chân hắn hoàng hoàng nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta giọng nói của hắn có vẻ thờ ơ lại có phần biến nhát nhưng cố thanh hoàng lại nghe như sấm rền bên tai cô chống tay trên lồng ngực nóng bỏng của hắn nói nhỏ có chứ có rất nhiều không thể nói cho huynh biết hết được, huynh phải tự mình từ từ phát hiện. Triệu cảnh diễm chịu thua, rũ mắt, đầu cúi sát vào cổ cô. Cổ thiên Nga duyên dáng, đường cong mềm mại mang đến cảm giác êm dịu, hắn đã muốn vùi đầu vào nơi này từ lâu, thật là nghịch ngợm. Cố Thanh Hoàng không quen với sự thân mật như vậy, dãy dù muốn đứng lên, nhưng lại bị cánh tay của hắn ôm chặt, chỉ có thể khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Có hai chuyện rất nhức đầu, nàng suy ngẫm giúp ta đi cố thanh hoàng cảm thấy sau lưng hơi ngứa hơi tê tê lông mi run rẩy cả người vô lực mềm nhũn dựa vào hắn dáng vẻ kia khiến người ta yêu thương vô cùng từ huynh nói đi triều cảnh diễm bèn điều chỉnh lại tư thế để cô tựa vào người hắn ngày mai lão tổ tông mời nàng qua phủ thứ nhất là bàn chuyện đại sự của nàng và hoàng văn thứ hai là có ý muốn xem mắt sử tùng âm cho lão lục hắn nói rất ngắn gọn nhưng cố thanh hoàng đã hiểu ngay cô cười nói đây là chuyện tốt mà. Mặt triệu cảnh diễm biến sắc, hắn buồn bực không thôi, vậy mà cô còn dám nói đấy là chuyện tốt, tốt cái rắm. Mọi chuyện trên đời đều có giữ hay bỏ, duy chỉ có cô, một sợi tóc hắn cũng không bỏ. Nghĩ đến chuyện cô sẽ thành thân, bái đường với tưởng Hoàng Văn, hắn không điên cũng phải điên mất. Huynh cũng sắp thành thân rồi, tại sao ta lại không thể? Triệu cảnh diễm không thể tin nổi vào tai mình, lập tức kéo cô ra, nhìn cô chồng chọc dù trong lòng hiểu rõ là cô đang nói đùa nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ đấy là thật hắn vươn tay nâng cầm cô lên cúi người hôn xuống thật lâu sau triệu cảnh diễm mới tách ra lông mi kề sát vào lông mi cô trầm giọng nói sau này không được nói những lời như vậy nữa cố thanh hoàng giọng triệu cảnh diễm chứa đầy căm phẫn ngày đó ta tất công chạy tới nói những gì chẳng lẽ nàng quên hết rồi cố thanh hoàng triệu cảnh diễm lại nói có phải muốn ta móc tim mình ra, nàng mới tin ta không? Cố Thanh Hoàng, Triệu Cảnh Diễm thấy cô cúi đầu không nói lời nào, nàng muốn ta diễn một mình sao? Cố Thanh Hoàng đưa tay nhéo vùng da dưới nách hắn một cái thật đau, thở hổn hển nói, suýt chút nữa ta bị chàng làm cho chết ngạt rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cô, ánh mắt Triệu Cảnh Diễm thoáng cái đã lại sáng ngời, nàng thấy hay lắm sao? Chương 377, lén đến thăm nàng, Triệu Cảnh Diễm cảm thấy người mình lân lân, không biết thân thể đang ở đâu, ngay cả bản thân vừa muốn hỏi gì cũng quên sạch. Đột nhiên sự căm tức dâng trào nơi đáy lòng, làm thái tử gì chứ, không được chơi thì thôi, sau lưng còn một đống chuyện hổ lốn, giang sơn quốc gia còn chẳng bằng một nửa cô gái trong lòng. Cố Thanh Hoàng lấy lại bình tĩnh, nói, chuyện này đúng là khó giải quyết, giống như mũi tên đã lên dây, không bắn không được, theo ta thấy, vẫn nên thành thật thú nhận với lão tổ tông đi, ít nhất trước mắt có thể nhờ lão tổ tông giúp đỡ chặn chuyện của tùng âm lại triệu cảnh diễm mỉm cười nói ta cũng có ý này lần này huynh hãy tự mình cầu xin lão tổ tông đi dù sao lão tổ tông vẫn luôn thương yêu huynh thật ra ta cũng không có mặt mũi gặp lão tổ tông cô cháu dâu tốt vậy lại bị ta giành mất ta sợ lão tổ tông sẽ cắn ta dù sao gia huynh cũng dày bị cắn vài cái cũng không sao cố thanh hoàng tiếp lời trôi chảy triệu cảnh diễm bị lời này của cô chọc cho cười đến đau bụng hoàng hoàng da ta dày chỗ nào chỗ nào cũng dày hắn kéo cô vào lòng mạnh mẽ hôn cô còn cắn vành tai cô những hành động này có cái nào là không mặc dày đâu cố thanh hoàng oán thầm triệu cảnh diễm nhìn cô cười khàn giọng nói hoàng hoàng ta không ngại làm thêm mấy chuyện mặc dày hơn đâu đừng cựa quậy nữa cố thanh hoàng quả thật không dám động đậy nữa sau một khắc giữa trăng môi giữa cổ của cô, đều là hơi thở nóng bức. Người đàn ông hôn từ trán cô xuống, ấn đường, chóp mũi, gò má, đôi môi, cằm. Tuyết rơi đầy trời, trong thủy tạ hoàn toàn yên lặng, chỉ có nhịp tim của hai người như hoa tuyết, lặng lẽ nở rộ. Hồi lâu sau, trong thủy tạ mới có tiếng nói. Huynh mới nói một việc, còn một việc nữa đâu. Các nơi liên tiếp xảy ra tai họa, quốc khố trống rỗng, có chi mà không có thu. Ta định để sử gia, tưởng gia dẫn đầu quyên góp bạc, giúp ta ngồi vững trên cái vị trí thái tử này hơn nàng cảm thấy ổn thỏa chứ tất nhiên ổn nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời vẫn phải tìm căn nguyên của vấn đề nàng tìm giúp ta vì sao ta phải tìm giúp huynh bởi vì chuyện này giải quyết xong sớm bao nhiêu thì ta có thể đi du sơn ngoạn thủy với nàng sớm bấy nhiêu đúng rồi sáng mai ta phải vào cung nàng có ở đó không ta gặp phụ hoàng xong sẽ lén đến thăm nàng triệu cảnh diễm huynh có chỗ nào ra dáng thái tử không hả ở trước mặt nàng sao ta phải giống thái tử giống một người đàn ông là được rồi triệu cảnh diễm bị người khác nhìn thấy lại có chuyện để bàn tán ta chỉ nhìn nàng một cái thôi nhìn lén ta không thèm ta thèm triệu cảnh diễm hoàng hoàng ta đây triệu cảnh diễm thản nhiên mỉm cười lời thì thầm đầy ngọt ngào giữa đôi tình nhân khe khẽ truyền ra ấm đến mức tuyết cũng tan chảy mà giờ khắc này cạnh một cây mai, tưởng Hoàng Văn bẻ một cành mai, đặt vào tay Sử Tùng Âm, lát nữa để trên cửa sổ ngắm. Sử Tùng Âm vui vẻ đưa sát mũi ngửi rồi cười nói, có một mùi hương thoang thoảng, thật đẹp, vậy ta hái cho nàng thêm hai cành nữa. Đừng, vậy uổng lắm, vặt trụi hết cành rồi, sau này chúng ta còn ngắm cái gì? Sử Tùng Âm khẽ biểu môi, ánh mắt tưởng Hoàng Văn tối đi, miệng cười nói. Vậy, sáng mai ta lại tới đây ngắm mai với nàng không ngày nào cũng tới ánh mắt sử tùng âm sáng rỡ cô chủ động chìa tay ra quơ quơ trước mặt hắn ta móc ngoéo không được lừa ta tưởng hoàng văn nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ của cô tay giơ ra ngón út móc ngoéo với cô ngay sau đó cổ tay khẽ xoay nháy mắt đã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô sử tùng âm cúi đầu cười thẹn thùng tay muốn rụt lại nhưng lại bị hắn ta siết chặt cô đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi một tay khác xoa lên ấn đường của hắn, chỗ này có nếp nhăn rồi, sau này đừng nhíu mày nữa, khó coi lắm, tưởng Hoàng Văn hơi giật mình, trong lòng nghĩ tới chuyện gì đó, nét mặt hơi xấu hổ, hắn bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, khẽ nói, sáng mai đại tẩu của ta sẽ mời nạn qua phủ, sử tùng âm giật mình, nhành hoa mai rơi xuống đất, mời ta qua làm gì, tưởng Hoàng Văn ghé sát vào bên tai cô, nói nhỏ, nàng đừng sợ định lâm và thanh hoàng đang bàn bạc về chuyện này có bọn họ lo liệu chúng ta không cần quan tâm làm gì sử tung âm không thể nào ngờ tưởng gia lại vừa ý cô muốn cưới cô về làm lục thiếu nải nải cô cắn môi bước lại gần hai tay cầm lấy ống tay áo hắn ta thỏ thẻ có chuyện này ta muốn nói với huynh tưởng hoàng văn có cảm giác trái tim mình bị tay cô gãi nhẹ một cái chợt co rúng lại hắn ta khẽ gật đầu sử tung âm cười khổ nói từ nhỏ ta đã bị bệnh, đại phu nói ta không sống được bao lâu. Sau lại gặp được thanh hoàng nên ta mới sống thêm được mấy năm, người như ta vốn là nên chết già trong khuê phòng, không thể thành thân, sinh con, những điều này hắn ta đều biết, sau lần ngất xỉu đó, cố thanh hoàng cũng không giấu dến gì cả, nói hết cho hắn ta biết, hắn ta biết sử tùng âm không thể giật mình, không thể làm lụng vất vả, không thể có thai, chỉ là khi tình yêu đã đến, sao hắn ta còn lo nổi những chuyện như vậy? Hắn ta cũng hiểu rõ, nếu tưởng gia biết được chân tướng, dù cho lão tổ tông có thương yêu hắn ta đến thế nào chăng nữa cũng nhất định sẽ không đồng ý hôn sự này. Tưởng Hoàng Văn che giấu nỗi lo trong lòng, dịu dàng cười nói, đừng sợ gì cả, tất cả đều có ta, nàng chỉ cần sống thật vui vẻ thôi, thất gia. Giọng Ali từ xa vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, tưởng Hoàng Văn nghiêm mặt hỏi, chuyện gì? gia nói muốn đến tưởng gia một chuyến tưởng hoàng văn mừng thầm vội nói nhỏ bên tai cô nàng thấy chưa ta đã nói gì nào mau đi đi tùng âm cười nói tưởng hoàng văn ngẩng đầu lên cất cao giọng nói bảo gia nhà người chờ đi ta đưa sự tiểu thư về trước đã vâng thất gia không cần đưa ta có thể tự về sử tùng âm cười với hắn ta lộ ra mấy cái răng nhỏ như ngọc vô cùng đáng yêu tưởng hoàng văn cười khóe môi công công sâu xa nói, nàng tự về, ta không yên lòng. Nè, đây là bánh hạch đào mà hắn nói đưa cho cô. Sử tùng âm chìa ra, cố thanh hoàng cầm lên, ngửi thử, đã biết mà còn hỏi, hắn là ai? Sử tùng âm phất khăn tay, hờn dỗi nhìn cô, thanh hoàng, cô thật là xấu. Ta đã để dành không gian riêng cho cô, cô còn trêu ta, cố thanh hoàng vội cười nói, nào dám, nào dám. Đến đây, đưa tay ra, ta xem mạch cho cô, đang yên đang lành, xem mạch gì chứ, chữa triệt để bệnh của cô, còn tiện cho người nào đó ông được mỹ nhân về. Ngoài mặt cố Thanh Hoàng mỉm cười, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ, thật ra trước giờ, trong lòng cô luôn canh cánh về căn bệnh của sử tùng âm, thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay để chữa trị. Giờ xem ra không thể kéo dài được nữa, tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối giỏi là tội lớn nhất tưởng gia có thấu tình đạt lý đến thế nào chăng nữa cũng không thể chọn một cô gái không thể sinh con làm nải nải chính thức. Sử Tùng Âm không đưa tay ra, chỉ mỉm cười thanh thản nói: Thanh Hoàng, Hà Tất phải bận tâm. Ông trời có thể để ta sống thêm mấy năm đã là thương xót ta rồi, gặp được Hoàng Văn càng là ông trời rủ lòng thương. Mọi việc không thể mười phân vẹn mười, được như vậy, ta đã thấy thỏa mãn rồi. Nhưng ta vẫn còn lòng tham. Cố Thanh Hoàng búng nhẹ cái mũi thanh tú của Sử Tùng Âm không thử thì làm sao biết đến đây chìa tay ra nhân lúc mấy ngày nay bình yên để ta nghĩ cách trên đời này luôn có kỳ tích ngay cả cô cũng có thể chết đi sống lại huống chi chỉ là mang thai trên lý thuyết chỉ cần đứa con không gây ra áp lực lên tim của người mẹ thì có ba phần là thực hiện được tiểu thư tiểu thư đúng lúc này nguyệt nương vén rèm đi vào chuyện gì nguyệt nương liếc ra bên ngoài rồi thưa tào cô nương xin gặp tiểu thư nói muốn xin lỗi tiểu thư bây giờ mới đến xin lỗi muộn rồi sử tùng âm tức giận nói đôi mày thanh tú của cố thanh hoàng nhíu lại mắt hơi sáng lên nói với tào cô nương là không cần chuyện nhỏ này ta không để trong lòng bảo cô ấy đi nghỉ sớm đi ngày mai còn phải lên đường vâng tiểu thư thanh hoàng mùi thật sự không để trong lòng sử tùng âm thò khuôn mặt nhỏ nhắn qua chớp chớp mắt cố thanh hoàng cười khẩy ngươi và việc không liên quan tại sao phải để trong lòng? Chỉ có tiểu cô nãy nãy là cô đó, mới đáng để ta bận tâm. Thanh Hoàng, Thanh Hoàng, trong lòng sử tùng âm ngọt ngào như được ăn mật, cô kéo tay Thanh Hoàng, khẽ dựa đầu lên, thật ra thì có thể ở bên cạnh cô cả đời cũng là một chuyện rất tốt. Ta cũng cảm thấy vậy, cố Thanh Hoàng bình thản mỉm cười. Đêm tuyết, không trăng không sao, bầu trời như chìm trong màn đêm, đại tổng quản tưởng phủ vội vàng chạy vào trong, nói nhỏ với tiểu nha hoàng trong cửa viện mau đi báo với lão tổ tông một tiếng thái tử gia tới tiểu nha hoàng nghe rồi liền chạy vào phòng nhanh như một làn khói lão tổ tông thái tử gia tới lão tổ tông nghe vậy bèn vội ngồi dậy run rẩy đứng lên mau thay quần áo cho ta triệu cảnh diễm bước vào nhà chính thấy lão tổ tông đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt lão thân bái kiến thái tử triệu cảnh diễm hốt hoảng vội đỡ lấy lão tổ tông làm vậy định lâm không chịu nổi dù con ngồi lên vị trí kia cũng không nhận nổi cái quỳ này của lão tổ tông bây giờ không giống ngày xưa lễ nghi không thể bỏ qua lão tổ tông cười hiếp mắt nghi thức mà thôi triều cảnh diễm đỡ lão tổ tông ngồi xuống cũng không quanh co nói thẳng lão tổ tông đêm khuya con đến đây là có một chuyện muốn nói lão tổ tông nhìn chàng trai khôi ngô trước mắt cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng vui vẻ nói, nói đi, chuyện gì? Triệu cảnh diễm liếc nhìn tưởng Hoàng Văn sau lưng, nghiêm mặt nói, chuyện này nói ra rất dài, nói theo thứ tự thì phải nói từ lần đầu con đến phương Nam. Ánh nến lay động, lập lòe, giọng người đàn ông trầm thấp như tiếng trống, nhẹ nhàng đập vào trái tim lão Tổ Tông, từng cái lại từng cái một. Hồi lâu sau, lão Tổ Tông vuốt ve đường chỉ theo trên váy, ánh mắt lại đảo quanh hai người kia, nói như vậy, những lời đồn đại bên ngoài cũng là thật triệu cảnh diễm ngượng ngùng nói vô cùng chính xác hơi thở của lão tổ tông hơi dồn dập ánh mắt hơi u ám nha đầu kia là một người thông minh tuyệt đỉnh con có thể ngồi lên vị trí thái tử này hơn phân nửa là công lao của nó lời này của lão tổ tông hoàn toàn chính xác thế nên con đang cần một người như cô ấy đứng bên cạnh con chỉ là phía phụ hoàng cho nên kính xin lão tổ tông thông cảm triệu cảnh diễm nói một nửa để lại một nửa nhưng hàm ý đã rất rõ ràng. Chương 378, không có gì khác biệt, lão tổ tông nhìn tưởng Hoàng Văn, khẽ thở dài một cái, không ngờ con bé này lại không có duyên với tưởng gia. Bà vừa dứt lời, triệu cảnh diễm đã vén vạt áo bào, quỳ xuống bên chân lão tổ tông, hai tay cầm lấy tay bà cụ, xúc động nói, lão tổ tông nuôi dưỡng con, thân phận của con và Hoàng Văn có gì khác nhau đâu. Sau này cô ấy gả cho con thì cũng là cháu dâu của người lão tổ tông bùi ngùi mỉm cười rút tay vuốt tóc triệu cảnh diễm thằng bé ngốc sao có thể giống nhau trong lòng ta suy cho cùng là không nở nhưng lão tổ tông cũng không làm ra chuyện gậy đánh uyên ương được thôi vậy tùy ý con đa tạ lão tổ tông nhưng khó khăn ở đây là làm sao xử lý chuyện này cho ổn thỏa lão tổ tông nhìn thấy vấn đề ngay ta hỏi con con định đặt con bé ở vị trí nào cửu ngũ chí tôn tam cung lục viện ba nghìn mỹ nữ, đây đều là chuyện rất đổi bình thường. Chỉ cần không phải ngôi vị hoàng hậu, chuyện tưởng gia từ hôn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Đình Lâm nhất định dành ngôi vị hoàng hậu cho Cố Thanh Hoàng thì chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Chính miệng hoàng thượng ngự phong thái tử phi, cũng không phải là nói đùa, lại càng không phải chỉ để cho có. Huống hồ cao gia cũng không phải gia tộc tầm thường. Triệu cảnh diễm lập tức ngẩn người. Trên thực tế, hắn không hề có dự định ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia quá lâu vậy lấy đâu ra hoàng hậu quý phi hắn chỉ muốn cùng cô an nhàn sống quãng đời còn lại không hơn thế nhưng những lời này hắn tuyệt đối không dám nói với lão tổ tông cũng không thể nói lão tổ tông thấy hắn khó xử liền hiểu tâm ý của hắn dành cho cô cũng không hề tầm thường người tiếp lời con cũng không cần khó xử vị trí trung cung kia cũng không dễ ngồi trên đời này có biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm vào chẳng thà phong chức quý phi, trong lòng con yêu thương, cưng chiều con bé là được rồi. Cõi lòng triệu cảnh diễm có từng con sóng đang cuộn trào, cuối cùng hắn gật đầu nói, lão tổ tông nói phải. Lão tổ tông vui mừng nói, về phần tưởng gia bên này, ta tự có chừng mực, vì để hoàng thượng yên tâm, một số lễ nghi vẫn phải nhắm mắt mà làm, nếu không, con sẽ không bảo vệ được con bé đâu. Triệu cảnh diễm thầm kín nể. Lão tổ tông suy nghĩ thật chu đáo, tính toán không bỏ sót điều gì, ngay cả phía hoàng đế cũng đã tính đến. Lão Tổ Tông thở dài, chỉ cần không bái đường thành thân, mọi thứ đều dễ bàn. Nếu quá đổi nghiêm trọng, cùng lắm ta đành mang cái mặt già này ra. Triệu cảnh diễm dụi mặt vào đầu gối bà, cảm ơn lão Tổ Tông thương con. Lần này, con dành cháu dâu của lão Tổ Tông, đổi lại, con chắc chắn trả lại cho người một cháu dâu tốt. Thật ra, Hoàng Văn Huynh ấy... Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, thật ra con không có tình cảm gì với Cố Thanh Hoàng, cô ấy lợi hại như vậy, con thấy là đã sợ chết khiếp rồi. Tưởng Hoàng Văn cười tiếp lời, lão tổ tông nhìn cháu trai của trách, bất đắc dĩ chỉ tay vào hắn ta, lợi hại mới quản con được. "Vâng, vâng." Tưởng Hoàng Văn cười giả lả, "Ngày mai thôi đừng gọi hai người ấy đến." "Con nghe nói Sử tiểu thư kia đã có ý trung nhân rồi, ồ, là công tử nhà nào?" hình như là trong kinh con cũng không tiện hỏi nhiều dứt lời triệu cảnh diễm thoáng liếc nhìn tưởng hoàng văn vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại hai người ra khỏi tiểu viện đi đến nơi không người triệu cảnh diễm dừng chân quay đầu lại mới nãy sao huynh không để ta nói tưởng hoàng văn bình tĩnh đáp mọi chuyện không thể nói ra hết cùng một lúc lão tổ tông không chịu nổi vả lại chuyện của đệ mà giải quyết được thì chuyện của ta cũng xong một nửa không cần nôn nóng nhất thời. Cái này gọi là dục tóc bất đà. Triệu cảnh diễm nhìn người huynh đệ của mình thật kỹ, chỉ đành lắc đầu. Trước giờ hắn ta luôn như vậy, người càng quan trọng, hắn ta lại càng giấu sâu vào trong lòng, tuyệt đối không dễ dàng để lộ ra, chỉ sợ sẽ khiến cô ấy chịu tổn thương. Chính là vì sức khỏe của cô ấy, tưởng Hoàng Văn mỉm cười cay đắng, lão tổ tông có thể đồng ý chuyện của đệ là vì cố thanh hoàng có ích với đệ nhưng người nhất định sẽ không cho phép ta cưới một cô gái không thể sinh con. Thay vì để vỡ lỡ ra rồi ầm ỉ, không bằng để ăn cái Tết cho yên bình rồi lại tính tiếc. Triệu cảnh diễm vỗ vai hắn ta, sau này bảo Thanh Hoàng giúp điều dưỡng. Ta cũng định như vậy. Nếu không điều dưỡng được thì thế sao? Điều dưỡng không được thì đã sao? Tưởng gia đã con cháu đầy đàn rồi, thêm ta cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít, cùng lắm thì nhận con nuôi từ trong tộc tiếng nói dần phai nhòa. Hai huynh đệ dần đi xa trong làng tuyết, chốc lát, chỉ còn một vùng trắng xóa, dịp Tết năm Bảo Khánh thứ 48 lặng lẽ trôi qua trong những cơn mưa tuyết rơi ngập tràn không trung. Vốn dĩ cố Thanh Hoàng sẽ được tận hưởng dịp Tết này một cách thoải mái. Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, không cần tính toán cái gì nữa. Trừ vào cung thì cô cũng chỉ về phủ cùng sử tụng âm cuốn quyết, vậy mà, chuyện đời chưa bao giờ được như mong muốn của cô. Mùng mười tháng giêng, trong phủ có khách. Người tới chính là nhị thiếu gia cố tử diệt, mang theo một xe đầy quà cát. Điều này làm cô cảm thấy khá bất ngờ. Nói đến đám đàn ông cố gia, nếu còn có một người cố thanh hoàng không ghét lắm thì đấy chính là vị này. Trong trí nhớ của cô, vị đường huynh này học hành rất tốt, bình thường cũng không thường tới nội trạch. Tuy trong phòng có để hai tỷ nữ thông phòng, nhưng cũng chưa từng làm săn bậy. Hai người cũng không thường gặp gỡ. Trong đó còn xen lẫn nhiều chuyện như vậy, bởi vậy lúc này ngồi lại với nhau nhưng cũng không có gì để nói. Tuy vậy, Cố Tử Diệp cũng không bày ra dáng vẻ hàm súc của thư sinh như mọi khi, không đợi Cố Thanh Hoàng hỏi đã chủ động nói rõ mục đích đến đây. Thì ra trước Tết, Cố Nhị thiếu gia đã vào kinh, ở lại trong căn viện của Cố Thanh chỉ ở phủ Trung Dũng bá. Lần này giả vào kinh là muốn đi cửa sau, kiếm cơ hội vào quốc tử giám học tập, hồng vực dạy Cố gia. Cố Thanh Hoàng lịch sự tiếp đón, sai người bày tiệc ở phòng khách mời đường huynh dùng cơm trưa trong lúc dùng cơm cô cũng không đề cập tới nửa chữ chỉ mỉm cười nói chuyện phiếm cơm xong cố thanh hoàng sai người lấy ngân phiếu năm ngàn lượng ra dần đến tay cố tử diệp cố tử diệp hơi kinh ngạc từ chối không nhận lúc này cố thanh hoàng mới lên tiếng đường huynh muốn đi học đương nhiên là chuyện tốt chỉ có điều ta khó có thể giúp được tất cả đều phải dựa vào tài năng thật sự của đường huynh nếu huynh thật là một người bụng đầy kinh luân vậy ngày sau nhất định có thể đề tên trên bảng vàng phủ trung dũng bá nhiều người quan hệ cũng rắc rối mà nhị tỷ cũng không có quyền làm chủ trong nhà năm ngàn lượng bạc này đường huynh hãy nhận lấy thuê một căn nhà yên tĩnh đóng cửa chăm chỉ học tập về phần vào quốc tử giám ta thật sự không thể giúp đỡ được cố tử diệp không ngờ cố thanh hoàng tuyệt tình như thế sắc mặt lập tức thay đổi cả nhà tưởng gia đều dạy học trong quốc tử giám, cố thanh hoàng là con dâu tương lai của tưởng gia, giúp gã vào quốc tử giám chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố thanh hoàng hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc mặt của gã, chỉ ung dung bưng trà tiễn khách, cô là người bạc tình, năm ngàn lượng đã là ân tình lớn nhất cô có thể cho đường huynh. Cố tử diệp giận đến cắn răng nghiến lợi, đẩy trả ngân phiếu, phất tay áo bỏ đi. Cố Thanh Hoàng nhìn bóng lưng gã, nói với một đám nha hoàng sau lưng, một người đàn ông, chỉ mới có mấy lời lạnh nhạt này đã không chịu nổi thì sao mà vực dậy gia nghiệp, gánh vác sự hưng thịnh của gia tộc, đúng là chuyện cười. Nguyệt Nương cùng với mấy tỳ nữ khác cũng không dám tiếp lời, vậy mà chỉ qua một ngày, Cố Thanh chỉ đang mang thai hai tháng đã tự mình đến cửa. Lần này thật sự đã khiến cho Cố Thanh Hoàng khó xử, cô rất rõ nhị tỷ đến vì cái gì, dù gì cũng là huynh muội cùng cha sinh, có thế nào cũng phải giúp đỡ một phen. Lại nói, từ khi nhị tỷ gã đến phủ đó, chưa bao giờ có việc gì làm phiền cô. Ngay cả những chuyện nhỏ như qua phủ nhờ bắt mạch cũng chưa từng có, đủ thấy nhị tỷ vẫn luôn che chắn cho cô. Cố Thanh chỉ cũng là người thông minh. Cái khác không nói nhiều, chỉ nói nhị thiếu gia học rất tốt, nếu không thể vào quốc tử giám, thật là hơi đáng tiếc. Cố Thanh Hoàng nghe những lời dè dặt của nhị tỷ, bất đắc dĩ thở dài, sau đó tự tay viết một phong thư cho đại lão gia tưởng phủ. Cố Thanh chỉ nhìn vẻ mặt lục mùi âm trầm, mỉm cười kéo tay cô, vốn tỷ cũng không muốn ông đồng chuyện này. Nhưng tổ mẫu gửi thư tới, tỷ không đi không được, tỷ biết trong lòng muội không thoải mái, thôi thì có tức giận gì muội cứ xả lên tỷ. Bây giờ cố thanh hoàng mới hiểu ra ý định để cố nhị thiếu gia vào quốc tử giám học là của thái thái, không khỏi thầm than ngụy thị này cũng có con mắt nhìn xa trông rộng. Mùi nói rõ trước, thư của mùi cũng chỉ là tiếng cử. Có được hay không phải phụ thuộc vào huynh ấy? nếu không được nhị tỷ cũng không cần trở lại nhờ muội cố thanh chỉ thấy vẻ mặt cố thanh hoàng đã thoải mái hơn thầm thở phào một hơi tiếp đó nói đến tình trạng hiện nay của cố gia nói tóm lại cố gia đã thối nát từ tận gốc trễ về phần thối nát thế nào cố thanh hoàng nghe tai này lọt tai kia hoàn toàn không để trong đầu ngược lại mấy người nguyệt nương lại rất hứng thú với chuyện dâm loạn bên trong nội trạch của cố phủ bởi vì hoàng đế ngã bệnh năm mới trong cung cũng rất ảm đạm. Ngay cả lễ tế ngọ môn mùng một, hoàng đế cũng không xuất hiện mà để thái tử làm thay. Ban đêm, thái tử lại ở bảo hòa điện, ban thưởng yến tiệc cho con cháu hoàng tộc và các quan nhất phẩm nhị phẩm, trong buổi tiệc, ca múa náo nhiệt. Đủ mọi nhạc khí đều cùng hợp tấu, tiệc xong, thái tử ngủ lại trước giường của hoàng đế. Bưng canh đưa thuốc, hầu hạ cẩn thận liên tiếp mấy ngày. Mọi người đều nói thái tử nhân ái hiếu thuận chỉ có người tin tường phát hiện ra, hễ ngày nào cố nữ y trực đêm, thái tử mới ngủ lại trong cung. Mặc dù hoàng đế đang bệnh, nhưng ánh mắt vẫn rất tin tường. Nhưng ngài chỉ làm như không thấy những động tác nhỏ này của thái tử, bởi ngài hiểu đạo lý, càng ngăn cản, càng phản khác, chỉ cần không chế được chuyện lớn, những chuyện nhỏ khác đều không thể ảnh hưởng tới tình hình được. Hơn nữa nghe nói, tưởng gia đã bắt đầu lo liệu hôn sự của lão thất, thái tử dù thế nào cũng sẽ không làm chuyện lợi bất cập hại được đây là phong thái và mưu kế của một vị quân chủ cần có quý phi vẫn làm chủ lục cung xử lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp đối với hoàng đế cũng là ân cần hỏi han hết mực mỗi ngày nhất định tự tay nấu đủ loại canh bổ đích thân hầu hạ hoàng đế uống càng khiến cho người ta giật mình chính là quý phi cũng tỏ ra rất hòa hợp với thái tử cũng thường tặng quà đến phủ thái tử ngay cả thái tử phi chưa qua cửa cũng được ban thưởng. Trong cung trên dưới đều nói quý phi biết đối nhân xử thế, dùng chút ít lợi lộc để lôi kéo thái tử, đổi lấy phú quý lâu dài của hiền vương. Dù sao một đời vua một đời thần, lão hoàng đế vẫn còn thì huynh đệ hòa thuận tôn kính lẫn nhau. Một khi lão hoàng đế về cõi tiên, tình hình sẽ như thế nào đây? Làm người không chỉ cần thức thời, còn phải biết dự phòng chuyện ngoài ý muốn. Mà nói đến hiền vương, người ta cũng thấy hơi lo lắng. Trong phủ hiền vương có hai mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ nửa tháng đã hương tan ngọc nát. Hiền vương chẳng hề an phận, lại sai người mua vài chàng trai tuấn tú từ Giang Nam về, hàng đêm tiêu giao vui vẻ, có vẻ như sẽ nối gót theo bước lão túc vương. Trong lòng mọi người biết rõ, đây chưa hẳn không phải là phương pháp tự vệ, gã cũng là người thông minh. Ngay cả Bảo Khánh Đế sau khi nghe xong cũng nói với Lý Công Công một câu không rõ hàm ý, có cháu ăn cháo có cơm ăn cơm động thái này của hiền vương rất tốt đấy lý công công không biết đáp thế nào chỉ có thể cúi đầu thấp hơn chương ba trăm bảy mươi chín đêm hội hoa đăng tết nguyên tiêu hội hoa đăng tết nguyên tiêu theo phong tục cũ của triều đại chu thì nhất định phải mở chợ hoa đăng trong kinh thành cố thanh hoàng từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia ngày hội náo nhiệt thế này thế nhưng năm nay đã khác triệu cảnh diễm đã lệnh cho ali đến thông báo từ sớm bốn người họ sẽ cùng nhau đi ngắm đèn hoa đăng trong dịp Tết Nguyên Tiêu. Cố Thanh Hoàng thấy vẻ mặt háo hức của sử Tùng Âm thì không nỡ từ chối, nhưng lại sợ bị phát hiện, bèn lệnh cho mấy người Nguyệt Nương gấp trúc may hai bộ áo gấm của Nam Nhi dựa theo kích thước của cô và sử Tùng Âm. Ngày hội hoa đăng hôm ấy, lúc hai người họ mặc bộ trang phục đó đứng trước mặt Triệu Cảnh Diễm và Hoàng Văn, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cả hai có thể nói là khó có thể diễn tả thành lời. Hai công tử mặc áo gấm trước mặt một người mặt đẹp như ngọc, môi đỏ răng trắng, một người chân mày thanh tú, da dẻ trắng như tuyết, chỉ nhìn lướt qua đã không thể rời mắt, trái tim triệu cảnh diễm đập thình thịch như sấm đánh. Cách ăn mặc này của cô vô cùng thu hút hắn, khiến hắn chỉ hận không thể ôm cô vào lòng ngay, hắn liếc nhìn tưởng hoàng văn. Thấy người huynh đệ của mình cũng đã ngây ra như phỏng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cô gái còn lại, triệu cảnh diễm đẩy hắn ta một cái, bây giờ tưởng Hoàng Văn mới hoàn hồn gượng cười mấy tiếng chợ hoa đang được dựng lên gần bờ sông người dân bình thường đều đứng trên bờ ngắm đèn chỉ có những người có quyền có thế mới có thể ngồi trên thuyền hoa để ngắm mà người có quyền có thế cũng phân cao thấp sự phân chia này đều được thể hiện qua bề ngoại của con thuyền con thuyền mà cố thanh hoàng đang ngồi rộng rãi mà đẹp đẽ chạy rất vững trên mặt sông không hề cảm thấy nhấp nhô chút nào Triệu cảnh diễm cởi áo khoác trên người ra khoác lên vai cố thanh hoàng Mặc dù đi thuyền trên sông có thể ngắm được cảnh đẹp nhưng cũng dễ bị lạnh vì gió sông, Cố Thanh Hoàng cười khẽ, ánh mắt lướt qua những chiếc đèn hoa đăng. Triệu Cảnh Diễn thấy cô ngắm nghía chăm chú, cũng bất giác nhìn theo ánh mắt của cô, "Đẹp không?" Cố Thanh Hoàng gật đầu, "Ừm, đẹp. Nếu nàng thích, sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ đi xem hoa đăng Tết Nguyên Tiêu." Cố Thanh Hoàng liếc nhìn hắn, ánh đèn mờ ảo hắt lên một bên mặt của hắn, nhìn có vẻ thật nho nhã loáng thoáng đã thấy được phong thái của bậc đế vương, rất khác trước đây. Cố Thanh Hoàng cười nói, năm nay là năm ngựa, ta muốn đèn con ngựa. Triệu cảnh diễm hiếm khi nghe được cô muốn thứ gì, vội phất tay nói với Ali, hỏi thử sự tiểu thư thích đèn gì thì mua về luôn. Vâng, dạ. Triệu cảnh diễm bước đến bên cạnh cố Thanh Hoàng, cúi đầu nhìn chiếc cổ đẹp đẽ của cô rồi cười nói, nghe nói người của cố gia đã vào kinh. Cố Thanh Hoàng giật mình, khó chịu nhìn hắn, sao huynh lại biết? là hoàng văn nói với ta đại cửu đã gặp người đó thử thách hồi lâu học vấn cũng khá tốt nên nhận vào quốc tử giám đó cũng là phúc phận của hắn triệu cảnh diễm cười khẩy phúc phận này là do nàng ban cho nếu không phải thấy hắn và nàng không có ân oán gì thì sao ta để yên cho hắn vào được trong lòng cố thanh hoàng thấy ấm áp cô không ngắm đèn nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn cần gì phải tức giận vì một kẻ không liên quan Trước giờ ta đều không để mắt đến những người này." Triệu Cảnh Diễm chợt hỏi, "Trong mắt Hoàng Hoàng có ai?" Cố Thanh Hoàng cười thật tươi, "Nguyệt Nương, Phúc Bá, Tùng Âm, Sử Đại Ca, Nhị Tỷ, còn ai nữa?" Triệu Cảnh Diễm vẫn chưa nghe được cái tên mà mình thầm mong đợi, hắn không cam lòng mà gặng hỏi, "Huynh?" Cố Thanh Hoàng dừng lại một lúc rồi nói, "Ở vị trí quan trọng nhất trong lòng ta." Trái tim Triệu Cảnh Diễm chợt loạn nhịp, đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên. Những lời nói ra trong lúc lơ đãng thường lại là những lời tâm tình ngọt ngào nhất, gây rung động nhất trên đời. Giữa hắn và cô, một người theo đuổi, một người tránh né, một người tiến đến, một người lùi lại, dây dưa lâu như vậy mới có được tình cảm như ngày hôm nay. Nhưng dù cho chung chăn chung gối, cô cũng chưa từng nói ra lời từ tận đáy lòng. Mà câu nói này có thể xem là câu tâm tình cảm động nhất mà cô từng nói. Triệu Cảnh Diễm khẽ mỉm cười, bước về trước một bước thì thầm bên tai cô, nếu không phải hôm nay đông người, ta thật sự muốn hôn nàng ngay lập tức, háo sắc. Cố Thanh Hoàng cười rồi tránh ra, Đình Lâm, ngày lễ vui vẻ thế này, bốn người chúng ta thi đối thơ đi, thế nào hả? Chính vào lúc này, tưởng Hoàng Văn nắm tay sử tùng âm bước tới, ánh trăng chiếu lên hai người, tự như phủ lên một tấm lụa mỏng. Không muốn, Cố Thanh Hoàng là người đầu tiên phản đối. Kiếp trước cô không thích đọc sách, chỉ biết ngày ngày chơi đùa, còn kiếp này lại dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu y thuật đừng nói đối thơ đến đọc thuộc một bài thơ thôi cũng đã là muốn lấy mạng cô rồi tưởng hoàng văn phì cười vậy cũng phải kiếm gì đó chơi chứ cứ đứng không thế này thì có ý nghĩa gì triệu cảnh diễm âu yếm nhìn cô gái bên cạnh cười nói biết trước thế này ta đã đưa theo ca kỹ từ phủ thái tử đến đây chúng ta cùng uống rượu ngắm đèn nghe hát cũng là một việc vô cùng tao nhã Sử tùng âm cả buổi không lên tiếng chợt khẽ mở lời, ca kỹ nghe lâu sẽ thấy quá ồn, ca kịch côn khúc của người miền Nam chúng tôi mới hay. Một cái giơ tay, một cái cúi đầu cũng đậm chất nhạc, tưởng Hoàng Văn cười nói, sau này có thời gian ta sẽ cùng nạn đi miền Nam để nghe côn khúc nhé. Sử tùng âm hờn dỗi mỉm cười, được, chỉ là bây giờ phải làm gì đây, hỏi cô ấy. Tưởng Hoàng Văn chỉ tay về phía cố Thanh Hoàng, cố Thanh Hoàng hơi lúng túng, ấy nấy nói, ngoài khám bệnh ra, ta thật sự không biết gì. Triệu cảnh diễm cười nói, ta có ý kiến. Mau nói đi, đợi mua đèn về rồi, hai người cầm đèn trong tay, tựa vào mạng thuyền, trên đầu là vần trăng sáng, dưới chân là nước sông êm đềm, ta và Hoàng Văn vẽ tranh cho hai người. Lúc quay về sẽ sai người đóng khung, treo trong phòng ngủ để giảm bớt nỗi khổ tương tư, cực tao nhã, cực tao nhã. Tưởng Hoàng Văn liên mồn khen hay, sử tùng âm xấu hổ đỏ mặt, kéo nhẹ ống tay áo của cố thanh hoàng cố thanh hoàng cười đáp chỉ cần không bảo ta làm gì là được hết có điều hai bức tranh này không thể treo trong phòng hai người mà phải tặng cho bọn ta không được như vậy chẳng phải là bọn ta vẽ uổng công rồi sao tưởng hoàng văn là người đầu tiên không nở, cố thanh hoàng lường hắn ta vậy thì thôi cũng không nghĩ xem hiện giờ để bức tranh như vậy ở chỗ hai người có thích hợp không triệu cảnh diễm nháy mắt ra hiệu với tưởng hoàng văn rồi cười nói, như vậy cũng được, dù sao sau này cũng có thể để làm của hồi môn. Xí, ai muốn gả cho huynh, da mặt cố thanh hoàng có dày thế nào cũng không chịu nổi nữa, cô kéo sử tùng âm qua một bên. Triệu cảnh diễm cười híp mắt, hoàng văn, cô ấy không gả cho ta thì gả cho ai, không còn ai để gả nữa. Tưởng hoàng văn lắc đầu, nhún vai, lệnh cho người đi chuẩn bị giấy bút, ngắm mỹ nhân dưới đèn, mỹ nhân đẹp như ngọc triệu cảnh diễm và tưởng hoàng văn nhìn nhau rồi phần ai nấy vẽ ngòi bút trôi chảy tưởng gia đều là người đọc sách mà người đọc sách đều coi trọng cầm kỳ thi họa vì vậy dù cho tưởng hoàng văn có không nên thân thế nào chăng nữa thì tài nghệ vẫn là phải có triệu cảnh diễm thì càng khỏi phải nói hoàng tử hoàng tôn từ nhỏ đã được các đại nho dạy dỗ tài năng đương nhiên không tầm thường chỉ qua thời gian chừng một chén trà hai người đã dừng bút cố thanh hoàng đưa đèn cho xuân nê bước đến bên người triệu cảnh diễm vừa cúi đầu xem đã phải bất ngờ cô gái trong tranh tóc đen như tơ ống mực trơn nhẵn cặp mắt đen linh động mà sâu thẳm toát lên một vẻ đẹp thoát tục hôm nay ta cải nam trang còn buộc tóc sao huynh lại có thể vẽ ra được thế này triệu cảnh diễm nghiêng đầu trìu mến cười nói mỗi cái châu mày mỗi nụ cười của nàng đều khắc ở trong đầu ta nam trang nữ trang thì có gì khác nhau khóe mắt khóe môi cố thanh hoàng đều hiện lên ý cười ánh mắt sóng sánh như nước, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Triệu cảnh diễm nhìn đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của cô, trong lòng rung động, khẽ nói, ta đề một câu lên tranh được chứ, đừng viết bừa, làm hỏng ý cảnh của bức tranh. Triệu cảnh diễm im lặng không trả lời, như đang trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thì thầm nói với cố thanh hoàng, Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu nữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha ngàn bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại đăng hỏa lan sang sử mũ ngài tơ vàng rũ nói cười hương phiêu bay tìm nàng giữa chốn đông bỗng nhiên quay đầu lại người đứng ở ngay đó nơi ánh lửa đèn tàn trích thanh ngọc án tân khí tật ánh mắt dịu dàng của cố thanh hoàng lưu luyến qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn quá dài câu sau là vừa hay triệu cảnh diễm vỗ tay khen hay trầm tư một lát rồi đặt bút viết chữ lên trên bức tranh cuối câu còn viết tết nguyên tiêu năm bảo khánh thứ bốn mươi mốt đêm, đình lâm tặng hoàng hoàng. Khi viết xong, triệu cảnh diễm nheo mắt nhìn cô. Cô đứng dưới trăng, dù cho mặc đồ nam nhi thì dáng dấp vẫn cực kỳ mỹ miều, đường cong lả lướt, như nụ hoa mới nở trên cây tử đằng. Không cần bất kỳ động tác gì cũng có vẻ tao nhã khác thường. Người đẹp trong tranh hán vẽ, không bằng một nửa người thật ở trước mắt. Sau này, hội hoa đăng Tết nguyên tiêu mỗi năm, ta đều vẽ cho nàng một bức. Năm này qua năm khác, đợi chúng ta già rồi lại lấy ra xem cố thanh hoàng nói nhỏ lúc đó ta đã tóc bạc da nhăn xấu xí đáng ghét huynh xem lại tranh trước đây chỉ sợ càng thấy ta chướng mắt triệu cảnh diễm khẽ cười đáp không ngờ người thông minh như nàng cũng nói ra những lời ngốc nghếch thế này ta lớn hơn nàng rất nhiều nếu có già thì cũng là ta già trước người thấy chướng mắt cũng là nàng cố thanh hoàng chủ động giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ về hắn vậy chúng ta sẽ cùng nhau từ từ già đi nói lời giữ lời, đời này không thay đổi, đời này không thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, lưu luyến không rời, trong mắt ta có nàng, trong mắt nàng có ta, không thể rời nhau. Ánh trăng chiếu rọi vận tráng của chàng trai, xe lạnh, gió thu thổi bay mái tóc dài của cô gái, nhúng màu đen tuyền. Tưởng Hoàng Văn ngoái đầu, thấy hai người họ tình cảm mặn nồng thì khóe miệng khẽ công công. Đình Lâm, Thanh Hoàng, mau đến xem ta vẽ thế nào. Cố Thanh Hoàng bối rối nhìn sang chỗ khác đi tới trước bức tranh của tưởng Hoàng Văn, cúi đầu ngắm. Không đợi cô mở lời, tiếng của Triệu Cảnh Diễm đã vang lên. Không tồi, nét vẽ không tốt lắm nhưng thần thái lại rất thực, xem ra cực kỳ hiểu rõ cô gái trong tranh. Sử Tùng âm ngại ngùng nói, Thái tử gia đừng chọc ghẹo người khác như thế. Ô, còn chưa làm gì cả mà đã nói giúp huynh ấy rồi. Sử tiểu thư có cần phải thiên vị vậy không? Triệu Cảnh Diễm cố ý chọc ghẹo. Thanh Hoàng, muội xem thái tử gia kìa huynh ấy nói quá đúng mà nào ngờ cố thanh hoàng không hề nói giúp sử tùng âm sử tùng âm phòng má biểu môi thanh hoàng cô cũng ăn hiếp ta sao tưởng hoàng văn nghe vậy liền đứng chắn trước mặt sử tùng âm ai ăn hiếp nàng phải hỏi xem cú đấm của ta có đồng ý hay không cố thanh hoàng cười khúc khích chỉ vào tưởng hoàng văn nói nhìn kìa nếu ta không ăn hiếp cô thì làm sao ép người này bộc lộ chân tình sử tùng âm xấu hổ đến không biết trốn vào đâu giẫm mạnh chân trốn vào khoang thuyền tưởng hoàng văn không đuổi theo mà bước về trước nói nhỏ thanh hoàng sức khỏe của cô ấy có thể thành thân không ta phải biết rõ để còn tính toán trước cố thanh hoàng không cười nữa ta đang suy nghĩ phương pháp để cải thiện sức khỏe của cô ấy rồi thành thân không thành vấn đề còn có thai sinh con thì hơi khó nhưng không phải không thể có nắm chắc mấy phần nói thế này vậy tim của cô ấy không thể chịu bất cứ áp lực gì, chỉ cần giải quyết vấn đề này thì sẽ có năm phần cơ hội, còn năm phần kia thì sao? Tưởng Hoàng Văn hỏi dồn, chương 380, thứ cần là phẩm chất, xem ý trời. Cố Thanh Hoàng Thành thật trả lời, xưa nay cô chưa bao giờ là người thích nói lời ngon ngọt. Năm phần là khả năng cô có thể nắm chắc được, tưởng Hoàng Văn cũng bỏ điệu cười hỉ hả ngày thường, trầm giọng nói, chỉ có năm phần, vậy ta càng không thể để cô ấy mạo hiểm được Cố thanh hoàng khẽ thở dài nói thế còn sớm quá đợi ta tìm được cách rồi tính tiếp. bầu không khí thoáng cái trở nên nặng nề triệu cảnh diễm vỗ lưng huynh để tốt của mình nếu thật sự không được đến lúc đó ta sẽ ban hôn vậy thì không ai dám nói gì nữa cả da dạ, có hai con thuyền đang tiến lại gần thuyền của chúng ta thì vệ đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện triệu cảnh diễm nghiêm mặt đang định nổi cáu thì một bàn tay trắng ngần đặt lên vai hắn hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay đó dịu giọng hỏi là thuyền của phủ nào một thuyền là của cao phủ thuyền còn lại là của tưởng phủ tưởng hoàng văn ngẫm nghĩ thuyền của cao phủ chắc chắn là cao tiểu phong còn tưởng phủ chẳng lẽ là đại ca và đại tẩu đình lâm chắc họ đều đến vì đệ đấy triệu cảnh diễm nhíu mày sắc mặt có vẻ không vui sớm biết thế này hắn đã lấy thuyền nhỏ đi cho rồi cố thanh hoàng mỉm cười thản nhiên cô cởi áo choàng trên người xuống trả lại cho hắn ta và tùng âm sẽ vào khoang tránh mặt triệu cảnh diễm bất đắc dĩ gật đầu nhìn cô đi vào khoang thuyền sau đó mới khẽ ho một tiếng nói lệnh cho bọn họ lại gần đây hai con thuyền một trước một sau tiến lại gần tưởng hoàng văn đã đoán trúng chỉ có điều trên thuyền của cao gia còn có thêm thái tử phi tương lai cao mẫn trên thuyền của tưởng gia có thêm lục gia tưởng hoàng ngôn cùng ái thiếp ngô nhạn linh ba con thuyền tụ hợp, Cao Tiểu Phong mặc áo màu xám trò đứng ở đầu thuyền, chắp tay nói, tham kiến thái tử gia, thất gia. Triệu cảnh diễm mỉm cười đứng dậy, khẽ nhấc tay, hôm nay là ngày lễ, không cần đa lễ, mọi người cứ tự nhiên. Cao Tiểu Phong cười nói, lễ tiết không thể bỏ, tiểu mùi, mau qua bái kiến thái tử. Cao Tiểu Phong vừa dứt lời, một cô gái mặc y phục lộng lẫy từ trong thuyền bước ra, mặt tròn, đôi mày thanh tú, mũi thẳng, môi đỏ trên người khoác một chiếc áo choàng lông vũ màu trắng bạc theo hoa văn hình chim trả đoan trang mà không mất đi sự tao nhã cao quý cô ta yểu điệu bước tới hành lễ với triệu cảnh diễm dân nữ cao mẫn tham kiến thái tử ánh mắt triệu cảnh diễm vô thức liếc về phía khoang thuyền sau lưng mình sau đó hắn gật đầu nói mời cao cô nương đứng dậy cao mẫn ngẩng đầu lên ánh mắt long lanh nhìn về phía phu quân tương lai của mình người đàn ông mặc trên người bộ trang phục thuần trắng chân mày như liễu dáng vẻ xuất chúng như thần linh dáng thế toàn thân đều toát lên khí thế cao quý không sao kể xiết cao mẫn thầm kinh ngạc mặc dù đã thoa một lớp phấn mỏng nhưng vẫn không thể nào che đi nét ửng đỏ làng dần từ hai gò má ra khắp khuôn mặt cô ta trước đó cô ta cũng đã nghe đại ca mình kể qua vị thái tử gia này là một nhân vật vô cùng xuất sắc không ngờ gặp người thật rồi cô ta còn thấy hơn hẳn lời kể nghĩ tới chuyện Người đàn ông như thế sẽ là phu quân tương lai của mình, trong lòng cao mẫn dâng lên niềm vui sướng ngất trời, song cô ta vẫn chỉ khẽ mỉm cười, vô cùng nhã nhặn. Xuyên qua tấm kính của khoang thuyền, cố Thanh Hoàng đã nhìn thấy rõ ràng từng lời nói và cử chỉ của cao tiểu thư, và bây giờ cô mới hiểu tại sao Hoàng đế chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn người con gái ấy, xinh đẹp mà không thiếu đi sự đoan trang, dịu dàng mà không thiếu sự thận trọng, quả đúng là một người vô cùng thích hợp. Thanh Hoàng, cô ấy không xin bằng một phần của cô sử tùng âm nói khẽ cố thanh hoàng nghiêng đầu nhìn qua mỉm cười nói vị trí trung cung kia không cần nhan sắc mà là phẩm chất dùng nhan sắc để thu hút quân vương sẽ không được lâu dài chỉ có phẩm chất mới có thể khiến quân vương xem trọng thấy trong lời nói của cố thanh hoàng có vẻ rất tán thưởng cô gái kia sử tùng âm không khỏi ngạc nhiên nói cô thật sự không ghen tí nào sao cố thanh hoàng búng mũi cô thở dài nói mỗi người lại yêu một loài hoa khác nhau cô ấy như vậy lại có thể lọt vào mắt của các công tử thế gia nhưng mắt của triệu cảnh diễm thì không ta chẳng những không ghen ngược lại còn thấy đau lòng cho cô ấy suy nghĩ trong lòng cố thanh hoàng cũng giống như những gì triệu cảnh diễm đang suy nghĩ cô nương này đúng là một cô gái đoan trang chỉ đáng tiếc đã định trước là sẽ bị phụ lòng thấy thái tử nhìn mùi mùi mình chăm chú trong lòng cao tiểu phong mừng rỡ không thôi hắn ta nghĩ thầm hôm nay khó khăn lắm mới gặp được nhất định phải tìm cơ hội để thái tử và mùi mùi có thời gian ở bên nhau cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng thái tử nhưng cao mẫn lại khẽ nói đại ca chẳng mấy khi gặp được người của tưởng gia chúng ta hẳn là nên đến chào hỏi tránh thất lễ cao tiểu phong hiểu ra không khỏi thầm khen ngợi mùi mùi mình nhìn xa trông rộng thái tử và tưởng gia có mối quan hệ cực kỳ thân thiết nếu mùi mùi muốn sau này có chỗ đứng trong lòng thái tử thì tưởng gia chính là một trợ lực hắn ta cũng nói nhỏ chúng ta cứ tùy theo tình hình cao mẫn cúi đầu mỉm cười mà lúc này triệu cảnh diễm chợt quay người sang một bên nhìn sang thuyền của tưởng gia tưởng đại gia đang đứng ở đầu thuyền chắp tay hành lễ thỉnh an thái tử triệu cảnh diễm đã quá quen thuộc với hắn khẽ cười nói biểu ca thật có nhã hứng tưởng đại gia cười ngượng ngạo thầm nghĩ nhã hứng này cũng là bị ép mà ra thôi chu thị mang thai không biết lấy hứng thú ở đâu ra nàng nặc đòi ra ngoài ngắm đèn tưởng đại gia sợ người trên phố đông đúc và vào chu thị cho nên mới sai người chuẩn bị một con thuyền lớn đại thiếu nãi nãi chu thị đứng một bên vừa vẫy tay với tưởng hoàng văn vừa nói nhỏ với phu quân của mình chàng có tin là bây giờ lục tiểu thư cũng đang ở trên thuyền kia không sao nàng biết tưởng đại gia liếc nhìn ái thê của mình chu thị nhướng mày nói thiếp ngửi mùi là biết ngay lão thất suốt ngày chạy sang phủ kia sao có thể bỏ qua cơ hội lần này mau đưa thiếp qua đó thiếp muốn nhờ mùi ấy bắt mạch mấy gã lang băm đó sao bằng mùi ấy được tưởng đại gia hơi dao động đang định lên tiếng thì lại thấy tưởng hoàng ngôn vẫn ông ngô di nương đứng một bên không ngừng thì thầm thậm chí còn không hành lễ với thái tử sắc mặt tưởng đại gia lập tức đanh lại hắn nghiêm giọng nói lão lục thái tử đang ở phía trước tại sao đệ không hành lễ, quy củ đi đâu hết cả rồi. Tưởng hoàng ngôn giật mình, vội buông ngô nhạn linh ra, chắp tay vái chào thái tử. Triệu cảnh diễm quét mắt qua, lúc trông thấy ngô nhạn linh, hắn hơi châu mày lại. Nhưng ngô nhạn linh lại thản nhiên bước lên trước, làm lễ vạn phúc, thỉnh an bác hoàng thúc. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của người trên thuyền tưởng gia đều khó coi. Ánh mắt sắc như kiếm của tưởng đại gia hung hăng bắn về phía lục đệ mình, sau đó hắn ta vội vàng cười xin lỗi với thái tử. Triều cảnh diễm chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói chuyện với tưởng đại gia. Ngô nhạn linh xoắn chiếc khăn trong tay, vẻ mặt hơi ngượng nghịu, vành mắt cay cay, cúi đầu nói, hoàng ngôn, là thiếp đường đột. Tưởng hoàng ngôn không hề để tâm, vỗ vai an ủi cô ta, đừng để trong lòng, không phải chuyện gì to tác cả. Ừm, ngô nhạn linh nũng nịu đáp lời, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn tưởng hoàng văn, trong ánh mắt lóe qua tia lạnh lẽo. Sử Tùng Âm không nhìn ra ngoài đó nữa, mà quay sang nói, Cố Thanh Hoàng, vị tỷ tỷ này của cô đúng là không biết xấu hổ. Tưởng đại gia và thái tử có mối quan hệ thân thiết như vậy mà gặp mặt vẫn phải cung kính gọi một tiếng thái tử gia. Phủ lão Tề Vương đã không còn từ lâu, cô ta chỉ là một tiểu thiếp, vậy mà dám gọi thái tử là bác hoàng thúc, quá là không có quy củ. Xuân Nê đứng sau cười mỉa mai, nào chỉ là không có quy củ, đơn giản là không có liêm sĩ thôi. Đúng vậy, với thần phận hiện giờ của cô ta, đáng lẽ không nên bước chân ra khỏi cửa nhà mới đúng. Đó là tiểu thư không biết thủ đoạn của cô ta thôi, tiểu thư nhà nô tỳ thông minh như vậy mà cũng có lúc phải chịu thiệt trong tay cô ta đấy. Lúc cố gia còn hưng thịnh, cô ta chính là người sống sung sướng nhất trong số các cô nương trong phủ. Vương nghĩ tới chuyện chùa Diên Cổ, Xuân Nê lại căm phẫn, tức tối nói, tiểu thư bỏ qua cho cô ta luôn vậy sao? Đã rất lâu rồi Cố Thanh Hoàng không nhìn thấy Ngô Nhạn Linh, bây giờ bất ngờ gặp lại, cô cũng hơi giật mình. Có lẽ là do cái nguyên lý ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, bởi vậy nhan sắc của Ngô Nhạn Linh trông tinh tế và kiều diễm hơn trước rất nhiều, thảo nào Tưởng Lục gia lại yêu chiều cô ta đến mức, ngay cả quy củ của Tưởng gia cũng không màng. Cô khẽ nói, "Phủ lão Tề Vương sụp đổ, không phải là sự trả thù đích đáng nhất dành cho cô ta sao?" Nhưng cô ta còn muốn tiểu thư chết cơ mà sống không bằng chết cũng là một chuyện đau khổ. Xuân Nê biểu môi nói, nô tỳ chẳng hề thấy cô ta có tí nào giống với sống không bằng chết cả, sống còn thỏa mãn hơn nữa kia. Cố Thanh Hoàng cười nhạt nói, đó là trước mắt, chúng ta phải xem sau này. Di nương của tưởng gia không dễ làm vậy đâu, không phải là cô nhân từ nương tay, nhưng món nợ của cô với mẹ con quận chúa đã được thanh toán xong vào cái ngày phủ lão tề vương không còn nữa, huống hồ, thân phận hiện giờ của cô ta đã chẳng xứng để cô ra tay nữa. Một tiểu thiếp mà thôi, cô Hà tất phải đuổi cùng dết tận. Ôi, tiểu thư, bọn họ đang qua đây rồi. Ngân châm khẽ hô lên một tiếng, cố thanh hoàng hoàng hồn, bấy giờ mới thấy, thuyền của Cao Phủ và thuyền của Tưởng Phủ đã đi sát với thuyền của bọn họ, giữa các con thuyền còn bắt tắm ván. Sử Tùng âm liếc nhìn cố thanh hoàng, khẽ nói, tương phùng không bằng tình cờ gặp gỡ, chỉ sợ thái tử gia khó mà từ chối cố thanh hoàng mỉm cười không đáp lại kéo tay cô nói chúng ta chỉ cần tránh ở trong đây tự mình vui vẻ còn chuyện ở bên ngoài cứ giao cho bọn họ xử lý cố thanh hoàng tính toán rất hay nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính ba con thuyền hợp làm một mọi người đều tụ ở một nơi triệu cảnh diễm vừa là người có địa vị cao vừa là chủ nhân của con thuyền hắn mỉm cười giới thiệu hai nhà tưởng cao với nhau Chu Thị vô cùng không khéo, sau khi hành lễ chào hỏi với mọi người xong liền kéo tay Cao Mẫn khen ngợi một hồi. Hoàng hậu Trung Cung tương lai, dù tưởng gia có địa vị, cũng nên chú ý tạo mối quan hệ với nhau. Từ sau khi được ban hôn, Cao Mẫn đã nghe ngóng chuyện của tưởng gia, nên cũng rất rõ địa vị của vị đại thiếu nải nải này, vì vậy cô ta cũng vô cùng nhiệt tình. Hai người đã chuyện trò rất vui vẻ. Dù Cao Mẫn đang trò chuyện với Chu Thị, nhưng khóe mắt luôn hướng về phía thái tử. Chu Thị là một người tinh ý, mượn cớ rời đi nói chuyện với tưởng Hoàng Văn. Cao Mẫn cười không nói gì, khẽ cất bước, tiến lại gần Thái Tử, âm thầm chú ý đến từng cử chỉ hành động của người. Chu Thị kéo tưởng Hoàng Văn ra một góc, nháy mắt hỏi, Thanh Hoàng có ở trong kia không? Tưởng Hoàng Văn sửng sốt, vội nói nhỏ, không có ở trong đó. Chu Thị giả vờ tức giận, lão thất, để lừa quỷ à, vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy con bé ở trên thuyền đến đại tẩu mà đệ cũng giấu, về sau đừng hồng ta bao che cho đệ nữa. Trong mắt của tưởng Hoàng Văn Suýt thì rớt ra ngoài, thị lực của đại tẩu cũng tốt quá rồi đấy, trời thì tối, hơn nữa còn cách xa đến thế, vậy mà cũng nhìn thấy được, không lẽ phụ nữ có thai đều tai thính mắt tinh vậy sao? Tưởng Hoàng Văn không dám tự quyết định, đành nhìn về phía Triệu Cảnh Diễm. Triệu Cảnh Diễm đang nói chuyện với Cao Tiểu Phong và tưởng Đại Gia, vừa nghe thấy hai chữ Thanh Hoàng, đôi tai của hắn đã dựng đứng lên. Vì vậy hắn cũng đã nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện bên này. Nếu Chu thị đã thấy rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu nữa, chi bằng cứ thẳng nhiên, dẫu sao Tưởng Hoàng Văn cũng ở đây, không ai có thể soi mói gì cả. Chỉ có điều, Cố Thanh Hoàng không quá thích nói chuyện với người lạ, sợ cô tức giận, hắn chỉ để một mình Chu thị vào thôi. Triệu Cảnh Diễm suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng gật đầu, rồi lại lắc đầu một cách kín đáo.